nàng muốn nói, các ngươi chuẩn bị xong, đợi đến khi bên này mới để cho ô thường phát hiện không đúng chứ. Nàng vẫn muốn hỏi chuyện này nhưng cảm thấy vị này chắc hẳn có ý kiến gì, sợ hỏi ra bị xem là nói nhảm, lại càng khiến mình có vẻ ngốc hơn. Lúc này nàng dứt khoát nhân cơ hội hỏi, như hữu đạo liếc nhìn nàng, chạy mới bình thường, không tìm được thì ô thường mới có thể đi tìm, mới có thể lại yên tâm đụng vào, mới có thể tự chui đầu vào lưới. Hắn nói dứt lời liền xoay người đi, vân cơ sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng, một lúc lâu mới nghĩ ra quan hệ ăn khớp trong đó. Như Hiếu Đạo chạy tới trước mặt Thương Thục Thanh, vì che giấu tai mắt, lần này đi đường sẽ vất vả nang, nàng có thể chịu nổi không? Thương Thục Thanh cười gượng nói, Thanh Nhi cũng đã từng ngồi trên lưng ngựa sóc này suốt thời gian dài nên không có chuyện gì đâu, ta có thể chịu được. Như Hiếu Đạo hỏi, nàng đã khóc à? Thương Thục Thanh khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút trột dạ tránh né, nhưng không nói dối lên lời. Như hữu Đạo, có một số việc rất phức tạp, ta không biết nên nói thế nào với nàng cả, nhưng không phải như nàng nghĩ đâu. Chỉ cần có thể qua chuyện lần này, ta sẽ tìm cơ hội cho nàng một lời giải thích thỏa đáng. Bây giờ, trong lòng ta có quá nhiều chuyện, đối mặt với tình hình cũng rất nguy hiểm đáng sợ. Ta không có sức lực đâu để ý tới chuyện nhi nữ tình trường. Từ khi Thượng Thanh Tông rời núi tới nay, vẫn như vậy, này hơn 10 năm ta chưa từng thả lòng. Nhưng lần này sẽ phải có một kết thúc, quận chúa là người hiểu chuyện, ta tin tưởng nàng có thể hiểu được ta, cho thêm ta một chút thời gian, được không? chương 2298, phản 2. Thương Thục Thanh lại liên tục gật đầu, thật ra nàng cũng không hiểu ý trong câu nói này của hắn lắm, dù sao hắn nói gì thì là cái đó. Dù sao có chuyện trải tóc sáng sớm hôm nay, lại thêm hắn có thể nói chuyện với mình như vậy, nàng cảm thấy oan ức gì đó đều giá trị. Viên Cương đi nhanh tới bẩm báo, đạo ra, tất cả đều đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát được rồi. Nghiêu hữu đạo, người trong sơn trang đâu? Viên Cương, tất cả đều đã đuổi vào mật đạo và khống chế rồi. Đám người đoạn hổ cũng sắp đến, đến lúc đó bọn họ sẽ khống chế tốt. Nưu Hữu Đạo, xuất phát." Viên Cương lập tức đi truyền lời. như Hữu Đạo quay đầu lại nói với Thương Thục Thanh, "Chúng ta đi thôi." Thương Thục Thanh ừ một tiếng và đi theo bên cạnh hắn. như Hữu Đạo đi tới trước ngựa và lôi con ngựa đi, tự mình dẫn ngựa cho nàng. Thương Thục Thanh cảm giác không chịu nổi, vội vàng xua tay không cần, bảo mình có thể đi được. Nưu Hữu Đạo không nói nhiều lại có chút bá đạo, cuối cùng ở trước mặt mọi người đã nắm lấy cánh tay nàng, đưa nàng lên lưng ngựa, khiến người ta cảm giác được hắn đang công khai chủ quyền. Chuyện này ẩm ý đến mức Thương Thục Thanh chột dạ nhìn ánh mắt mọi người xung quanh, phát hiện ánh mắt tất cả mọi người quả nhiên là chút là lạ thì trong tâm hoảng hốt, nhưng lại không hiểu sao cũng có chút ngọt ngào và hạnh phúc. Nưu Hữu Đạo đưa dây cương cho nàng, bản thân xoay người lên một con ngựa khác và phất tay ra hiệu xuất phát. Xe ngựa xuống núi tiến vào đường lớn được nhóm người bảo vệ vội vàng lao nhanh. Tân đô nước tấn, địa chỉ mới của thái học, Thiệu Bình Ba đang tuần tra bị Thiệu Tam Tỉnh gọi sang một bên. Khi nghe bẩm báo, Thiệu Bình Ba lên tiếng, đã xác nhận Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư đều chết hết sao? Thiệu Tam Tỉnh nghe tin đồn của phía bên ngoài, lão nô lập tức mượn cớ tặng đồ đi gặp Đào Tổng quản để hỏi thăm. Đào Tổng quản nói là thật, bảo không nên nói ra ngoài, bên ngoài truyền thì mặc bên ngoài, chúng ta không cần nhiều lời để tránh rước họa vào thân thủ đoạn tốt bản lĩnh tốt tốc độ thật nhanh cuối cùng lại bỗng chốc bị giết hai người thiệu bình ba có chút thán phục muốn không sợ hãi cũng khó người chết không có khả năng là người bình thường mà là hai thánh từng ngự trị thiên hạ y lại truy hỏi ô thường thì sao thiệu tam tỉnh ô thường không có việc gì chuyện xảy ra ở khí vân tông trên dưới khí vân tông có không ít người tận mắt nhìn thấy căn cứ vào tình huống ở hiện trường Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư chết chắc là kết quả do Ô Thường và một đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ giả vô quần liên thủ bố trí cạm bẫy. Kỳ lạ là sau khi giết Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, Ô Thường cuối cùng lại đuổi theo đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia. Thiệu Bình ba chắp tay hít mắt, trầm ngâm nói, liên thủ à. Ô Thường đây là bảo hổ lột ra, nhanh thôi, kế tiếp chắc hẳn sẽ đến lượt Ô Thường. Thiệu Tam Tỉnh, đại công tử đoán không sai, đã chết hai người, xem ra ba thánh này quả thật không phải là đối thủ của giả vô thiệt. Thiệu Bình Ba nhìn về phía xa, sắp thấy kết quả rồi. Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. Lúc này, tin Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư chết đã nhanh chóng được truyền đi trong thiên hạ. Khí Vân Tông, Hắc Thạch bước nhanh đến, còn không đợi y mở miệng. Ô thường đứng ở bên vách núi đã quay đầu hỏi trước, vẫn chưa có tin tức của thành phủ Nam Châu bên kia à. Nhân viên quản lý bên này và xung quanh Sơn Trang Mao lưu hình như đều mất liên hệ, bình thường bọn họ sẽ duy trì đưa tin nhất định, đột nhiên xuất hiện sự yên lặng, không đưa tin trở lại. Điều này làm cho hắn ta mơ hồ ý thức được một vài điều không bình thường, chẳng lẽ bởi vì những người này còn chưa trở lại, trước mắt Sơn Trang Mao Lư bị chặn không có bất kỳ liên hệ nào với bên ngoài sao. Cho nên hắn ta rất quan tâm đến tình hình bên kia. Vẻ mặt hắc thạch do dự, trong lòng sợ hãi, nhưng không nói không được, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt nói, đã nhận được tin. Ô thường phát hiện thần sắc y không đúng thì trầm giọng nói, tại sao ấp áp, ấp úng thế? Hắc thạch sợ hãi nói, thánh tôn, bên trong thành phủ Nam Châu đột nhiên phát động quét sạch, bao vây tiêu diệt 78 người do chúng ta ngầm bố trí ở xung quanh, may mắn người chạy trốn tìm được tới gần tiền trang thiên hạ, mượn đường dây liên lạc ở đó mới truyền đến tin tức. Còn có, ô thường tức giận, nói, hắc thạch, lần lượt nhận được tin tức, linh tông, thiên hành tông, vạn thú môn gần như đều trong thời gian tương tự, giết nhân viên phiếu miểu các đóng ở đó và lén lút rời đi. Vẫn có ma giáo cũng làm phản, giết người của thánh địa, bây giờ chẳng biết đi đâu. Ô thường nắm lấy vạt áo của y, tức giận nói, vì sao không báo sớm. Hắc thạch, chuyện này không thể coi thường được nên thuộc hạ lo lắng có sai lầm, muốn xác nhận, nào ngờ các phương diện liên quan đều có tình huống tương tự báo tới, lúc này thuộc hạ mới xác định chắc hẳn không phải là hiểu nhầm gì, có thể là. Có thể là, có thể cái rắm, ô thường đẩy y ra và lắc người nhanh chóng bay về phía chân trời. Nhìn theo bóng hắn ta biến mất, Hắc thạch còn sợ hãi giơ tay áo lên lau mồ hôi lạnh, tự mình lẩm bẩm cái bẫy, bị lợi dụng, tất cả đều là cái bẫy, tất cả đều là cái bẫy, thủ đoạn thật là ác độc. Làm đạo lâm và đốc vô hư chết, kế tiếp, y có cảm giác không rét mà run, y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cảm giác trời thật sự sắp thay đổi rồi. Hắc thạch xoay người nhìn tòa lâu các bị phá hủy này, đột nhiên nhớ tới lời vị kia nói ngày đó, ngày hôm nay ta có một câu nói với ngươi, tương lai nếu tới lúc cùng đường, chỉ cần ngươi tìm thôn thiên hoàn đến cho chúng ta, chúng ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Trước đó nghe hắn nói như thế, Y cảm thấy nực cười, bởi vì biết bên này nắm giữ gốc gác của đối phương, sau đó ô thường muốn diệt trừ đám người kia. Bây giờ xem ra, chỉ sợ còn không biết là ai sẽ diệt trừ ai đâu. Thôn Thiên Hoàn, Hắc Thạch nói thầm một tiếng rồi vội vàng ngậm miệng lại. Y bỗng nhiên phát hiện mình đã có ý này thì bản thân không nhịn được hãi hùng khiếp phía nhìn bốn phía xung quanh, dường như lo lắng bị người ta nghe được. Nhưng trong lòng y đã đang suy nghĩ, đoán xem Thôn Thiên Hoàn có khả năng giấu ở đâu. Biển lớn mênh mông, một bóng người từ trên cao rơi thẳng vào bên trong dược cốc. Ai? Tu sĩ canh gác chợt lao ra chất vấn. Sau khi nhìn thấy người đến là ai, tất cả đều hành lễ tham kiến thánh tôn. Người tới chính là Ô Thường, mắt hắn ta lạnh lẽo đảo qua mọi người, trầm giọng nói, "Hắc Ly ở đâu?" Mọi người nhìn nhau, một người bẩm báo, "Hồi bẩm thánh tôn, sư đồ Hắc Ly mới vừa đi, đi du lịch ngày hôm trước." Ô Thường gầm lên phẫn nộ, "Du lịch?" Thấy hắn ta tức giận, người trả lời lập tức nơm nớp lo sợ đáp vâng. Ô Thường lắc người lao vào bên trong dược lư, rất nhanh, cả phòng dược lư nổ bay tán loạn ra bốn phía. Ô Thường nhảy ra rồi lại lao vào phòng ở của đám người Hắc Ly, nhưng ở đó nào còn có bóng người nào. Một số căn phòng bị pháp lực mạnh mẽ phá hủy, Ô Thường phát tiết lửa giận khiến các tu sĩ trong dược cốc khiếp sợ. Sau khi phá xong, Ô Thường lắc mình rơi vào trên ngọn núi cao nhất của đảo, rơi vào trong miệng núi lửa đầy mùi lưu hoàng, hắn ta đứng trong gió, sắc mặt thâm trầm, nắm chặt hai tay mà không nén được cơn giận khi nghe khí vân tông bẩm báo hắn ta lại ý thức được mình bị lừa cho nên lập tức chạy tới ở đây chỉ muốn xác nhận một chút kết quả chứng minh hắn ta thật sự bị lừa cho tới bây giờ hắn ta đã hiểu rõ ràng đây rõ ràng là một âm mưu từ đầu tới cuối được cẩn thận vạch ra từ khi hắn ta nhìn thấy côn lâm thụ ra tay ở hoang trạch tử địa một âm mưu đã được lập ra đối với hắn ta lại chờ hắn ta chủ động chui vào trong sơn trang mao lưu lộ ra chính là một con mồi quỷ y hắc ly cung cấp tình hình làm còn mồi càng thật hơn Chương 2299, cơn giận của Ô Thường. Người bố trí cái bẫy lại không tiếc để lộ bản thân, cuối cùng không tiếc đưa tính mạng của tất cả mọi người đến trên tay của hắn ta. Vì bố cục này mà không tiếc đánh cược tính mạng, đối phương không tiếc đánh cược tính mạng của tất cả mọi người với dụng tâm hiểm ác, quả thực khiến cho người ta giận sôi. Người bày cuộc không tiếc đưa tính mạng của tất cả mọi người đến trên tay hắn ta, tùy hắn ta tới xử trí, rõ ràng đang làm hắn ta. Bởi vậy có thể thấy được ý định của Ô Thường đối phương đã trở thành người chơi cờ tính toán tất cả đối phương đoán chắc tham lam của hắn bởi vậy dám liều mạng cùng hắn ta đối phương lợi dụng dã tâm của ô thường hắn ta ầm um, đỉnh núi đổ nát một nửa hắn ta hận không thể phá hủy tất cả những cái trước mắt chỉ trong chốc lát hắn ta lai lao lên trời nhanh chóng biến mất ở phía xa đám người trong giường cốc giống như chút được gánh nặng tất cả đều vô cùng khiếp sợ bọn họ đều nhìn ra được ô thường đang tức giận nhưng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì thành phủ Nam Châu, biệt viện Mao Lư, ô thường từ trên cao hạ xuống, chỉ thấy xung quanh an bình. Ai, mấy bảo vệ thay phiên nhau canh gác nhảy vào, ô thường vung cánh tay lên, cách không đánh bay mấy người, khiến bọn họ ngã xuống đất nôn ra máu. Ô thường phất tay chộp một cái chảo, một người chợt bị hắn ta nắm trong tay, bóp chặt cổ, ép hỏi người của biệt viện Mao Lư đi đâu. Sau đó hắn nhận được câu trả lời cũng là đi vào ngày hôm trước, không biết đi đâu ầm biệt viện mao lư mới xây bị ô thường dưới cơn thịnh nộ phá hủy ầm vương phủ mới xây ô thường không tìm được người cũng hủy một mảng lớn ngay cả phượng nhược nam và nhi tử của thương triều tông đều chạy như vậy có ý gì còn phải nói sao phủ thành tiền trang thiên hạ cũng ầm ầm suy sụp hơn phân nửa bị ô thường đang tìm chỗ phát thiết phá hủy ô thường muốn lợi dụng tiền trang thiên hạ hiểu biết kết quả phát hiện tiền trang thiên hạ bị cướp sạch tài vật bị đánh cướp sạch hắn ta xông vào vài tòa phủ nha phát hiện nhân viên quan trọng đều chạy ngay cả mấy nhân vật chủ yếu muốn giết chết cho hả hận cũng không tìm được ở đây với thực lực của hắn ta thật sự không có người nào địch nổi nhưng nếu cần bản thân hắn ta đi tìm người thì phải tìm tới khi nào chẳng lẽ còn cần hắn ta tự mình ở đây chậm rãi lăn qua lăn lại sao ở thành phủ nam châu phá hủy một trận giết mấy trăm người huyên náo đến mức tất cả thành phủ nam châu đều bàng hoàng ô thường lại vội vàng lao thẳng đến nước tống dưới cơn thịnh nộ ô thường có thể nói là một phút không ngừng trực tiếp chạy tới phủ thừa tướng của nước Tống, kết quả vẫn tới chậm. Trong tin tức nhận được không đề cập tới tình hình nơi này, kết quả người nơi này cũng chạy, đã càng chứng minh hắn ta ở trong âm mưu tính toán của đối phương. Hủy nửa một phủ thừa tướng, không người nào có thể ngăn cản hắn ta. Sau khi giết một số người cho hả giận, hắn ta lại vội vàng chạy tới chỗ tông môn Thượng Thanh Tông ngoài thành. Lần này ngay cả một bóng người cũng không thấy, Thượng Thanh Tông thậm chí không để lại một kẻ giữ cửa cho hắn ta. Ngay cả một người cầu xin tha thứ cũng không nhìn thấy được, lửa giận trong lòng ô thường càng lớn hơn, trong những tiếng ầm ầm, hắn ta san bằng tông môn thượng thanh tông. Bụi bặm cuồn cuộn, nhà cửa đổ nát, ô thường lại bắn về phía chân trời. Hắn ta đã không cần thiết phải đi tới vạn thú môn, linh tông, thiên hành tông. Trước đó có tin báo bọn họ đã chạy rồi, giờ có chạy tới cũng vô dụng, chạy cũng uổng công. Ô thường lập tức chạy tới bên ngoài Tây Bình Quan, mới phát hiện quân Yến cũng đã chia nhau ra chạy đứng ở nơi quân yến đã từng đóng quân, nhìn ra mặt đất mênh mông, tất cả mọi thứ trước mắt chứng tỏ điều gì. Hắn ta muốn bắt thương Triều tông đánh cho hả giận, muốn phá hủy đầu mối đại quân chống lại, đối thủ đã có dự đoán, cũng không cho hắn ta có cơ hội. Gió thổi, ngực Ô thường lên xuống gấp gáp, cảm giác căm phẫn, lửa giận ngập trời và liên tục cười lạnh. Hắn ta đã hiểu rõ, còn có thể có gì không rõ nữa. Hắn ta lợi dụng đối phương diệt trừ Lam đạo lâm và Đốc vô hư, đối phương làm sao không phải đang lợi dụng hắn ta tới diệt trừ Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư. Hắn ta cho rằng đối phương ở trong lòng bàn tay của mình, không biết mình cũng ở trong ván cờ của đối phương. Ván này, thế cờ của hai bên đan vào nhau, thắng bại chỉ ở trong một đường. Đối phương cao minh ở chỗ hiểu rõ tiên cơ, vượt qua hắn ta một bước, đánh cờ tới trước mặt hắn ta. Nghĩ đến mình ở khí vân tông ngồi nhìn tình hình những người này thoát đi, hắn ta lại tức giận được mức kích động muốn nôn ra máu rõ ràng đã lợi dụng đối phương trừ đi làm đạo lâm và đốc vô hư, nhưng hắn ta không hề vui mừng mà chỉ có phẫn nộ, hiện thực giống như một cái tát quất mạnh vào trên mặt hắn ta. Đời này hắn ta cũng chưa từng bị người nào đùa giỡn như vậy. Mình cuối cùng lại bị người đùa giỡn như kẻ ngu si vậy, tùy ý trêu đùa như đứa trẻ ba tuổi, ô thường cuối cùng lại bị người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, thật đáng hận. Các ngươi đừng rơi ở trong tay ta, bằng không ta nhất định làm cho các người muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. Ô thường căm phẫn nghiến răng nói một câu, ánh mắt nhìn về phía dãy núi ngoài xa rồi chợt bay nhanh đi. Tây Bình Quan, đỉnh núi trọng địa bị quấy dày, có người từ trên cao hạ xuống, trực tiếp xông vào trọng địa, dẫn tới một đám tu sĩ vây kín, nhưng khí thế của đối phương khiến mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dừng tay, trưởng lão khí vân tông lộ diện vừa thấy người tới là ô thường, thì vội vàng hô to, bảo mọi người lùi lại, bản thân mình hoảng hốt tiến lên hành lễ tham kiến thiên ma thánh tôn những người còn lại vừa nghe là ô thường p đích thân tới đều khủng hoảng tất cả thuần phục hành lễ tham kiến thánh tôn ô thường quát cao phẩm ở đâu rất nhanh cao phẩm và tướng lĩnh quan trọng hấp ta hấp tấp chạy tới nghe nói ô thường đích thân tới làm gì có can đảm dám chậm trễ tất cả đều bỏ công việc chạy tới bái kiến tham kiến thánh tôn tất cả đều chưa từng thấy dáng vẻ của thánh tôn ra sao ngày hôm nay xem như là được mở rộng tầm mắt ô thường lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chủ tướng lạnh lùng nói ngươi chính là nguyên soái đông trinh nước tấn cao phẩm cao phẩm chắp tay cung kính cúi đầu nơm nớp lo sợ nói chính là mặt tướng ô thường chất vấn tên đã lên dây quân địch lại ở phía trước vì sao vẫn không hạ lệnh tấn công chuyện cho tới bây giờ trước mắt hắn ta chỉ có một con đường có thể chọn lợi dụng thế lực trong tay để bình định thiên hạ xây dựng lại trật tự trong thiên hạ không làm như vậy không được thiên hạ lớn như vậy dựa vào hắn ta dựa vào những kẻ đã mất quyền khống chế thiên hạ dưới tay hắn ta Muốn tìm được người chạy trốn là không thể nào, không khác gì mò kim đáy biển. Đối phương không phải muốn trốn sao? Hắn ta ngược lại muốn xem thử những người này có thể trốn tới khi nào, có bản lĩnh trốn cả đời, có bản lĩnh trốn đến khi hắn ta xây dựng lại trật tự thiên hạ đi. Cao phẩm hết sức lo sợ nói, tình hình quân địch có thay đổi, quân yến có phản ứng khác thường nên mà tướng đang sai người tìm hiểu tin tức. Ô thường, không có cần thiết để tìm hiểu cả, quân yến đã lui, hãy thừa cơ tấn công chiếm lấy đi cao phẩm nhắm mắt nói hồi bẩm thánh tôn quân hàn như hổ đói nhìn chằm chằm vào mạo muội bước vào đất yến sẽ chỉ gặp quân hàn chặn giết ta không thể không đề phòng ô thường ngươi không cần lo lắng về quân hàn bản tôn sẽ tự thân ra mặt dọn sạch cản trở cho ngươi hãy lập tức phát binh tấn công đi bây giờ hắn ta cần gì quản thiên hạ có thể đại loạn hay không cũng sẽ không đi quản các phái trong thiên hạ có thể ngả về phía đối phương tạo thành sức cản cho thế tấn công bên này nữa chương hai nghìn chó cùng rứt rộng một các môn phái linh tông đã ngang nhiên tạo phản, lại thêm thế lực dưới quyền chiến thánh ban đầu chạy trốn, sức cản phải đối mặt lúc tấn công đã chắc chắn xuất hiện rồi. Tình hình lo lắng trước kia đã xuất hiện, hắn đã không nỗi lo về sau, đã không cần đi quan tâm những thứ kia nữa. Bây giờ chỉ có thể đánh, đánh không thắng cũng phải đánh, không quan tâm đánh bao lâu, hắn ta sẽ hủy diệt thế lực khắp nơi, đánh tới khi thế lực khắp nơi thần phục mới thôi. Đánh tới khi nào có thể xây dựng lại trật tự thiên hạ, hắn ta mới có thể dừng tay. Cơ mặt cao phẩm giật giật, không biết vị này muốn ẩm ý tới mức nào, nhất thời cũng không biết nên nói tiếp như thế nào mới tốt. Y lặng lẽ quay đầu nhìn về phía trưởng lão khí vân tông, hy vọng có thể được ra hiệu biết cách ứng phó tốt. Ô thường nghi ngờ nói, chẳng lẽ người muốn chống lại pháp chỉ của bản tôn? Hay là khí vân tông muốn chống lại mệnh lệnh? Trưởng lão khí vân tông kinh hoàng vội vàng nói, không dám. Ông ta liên tục nháy mắt với cao phẩm, Cao Phẩm không thể làm gì khác hơn là chắp tay nhận lệnh, mà tướng xin tuân theo pháp chỉ của Thánh Tôn. Ô thường, ta cho các ngươi nửa năm chuẩn bị, vậy cũng có thể chuẩn bị được rồi chứ. Mau chóng tấn công, không được có sai lầm. Sau khi ném xuống một câu, hắn ta lập tức rời đi. Cứ biến mất như vậy sao? Mọi người giống như chút được gánh nặng, ngơ ngác nhìn nhau, Cao Phẩm đi tới trước mặt trưởng lão Khí Vân Tông, hỏi trưởng lão, đây là thế nào? Trưởng lão Khí Vân Tông than thở, người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? tạm thời chúng ta cứ làm theo đã ta sẽ lập tức liên hệ với tông môn cao phẩm gật đầu cũng chỉ có thể làm như thế y quay đầu lập tức triệu tập các tướng nghị sự chuẩn bị tấn công đại doanh quân hàn bên ngoài lều trung quân một bóng dáng từ trên cao hạ xuống người nào một đám tu sĩ xuất hiện chặn đường tất cả kinh hãi trước tốc độ xuất hiện đột ngột của người này vừa nhìn đã biết người tới có thực lực vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ sắc mặt ô thường không hề thay đổi giọng nói vang vọng như chuông đồng thốt ra hai chữ mạnh mẽ vang dội ô thường. a à, mọi người nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, không biết vị này tới thế nào, sau đó tất cả đều bái chào tham kiến thánh tôn. Ô thường lạnh lùng nói, kim tước ở đâu? Kim tước nghe tiếng đã xuất hiện, nhìn thấy vị này gọi tên thì dĩ nhiên bước nhanh về phía trước bái kiến. Ô thường lời ít mà ý nhiều, lại nói một câu, bảo y triệu tập chủ tướng các đường tới bàn chuyện. Kim tước không dám không nghe theo, lúc này liền hạ lệnh. Rất nhanh, chủ tướng các đường đều vội vàng chạy tới. Khi người vừa đến đông đủ, ô thường đột nhiên đến bên cạnh kim tước, làm ra một hành động giận người, nắm lấy đầu của kim tước và hái xuống giống như hái trái đào. Chỗ cổ bị gãy có máu nóng phun trào, cơ thể không đầu co quắp ngã xuống. Những người khác đều khiếp sợ tới mức ngây người, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ được sẽ có chuyện này xảy ra. Trong mắt kim tước vẫn chuyển động, trợn trừng, khó có thể tin nổi. Y chưa bao giờ từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày kết thúc tính mạng theo cách này. Ô thường làm sao có thể chỉ giết một mình kim tước được, pháp lực trên thân dân trào ra ngoài, mây đen cuồn cuộn giống như từng ma chảo, lập tức chộp lấy tất cả tướng lĩnh. Ô thường vung bàn tay, hơn 10 cái đầu đều đồng thời bị ma chảo mây đen kia tháo xuống, đưa đến trước mặt hắn ta. Hơn 10 dòng máu nóng phun trào, thậm chí không kịp kêu lên một tiếng. Các tu sĩ xung quanh trơ mắt nhìn lại không có người nào dám ra tay thì có ai dám ngăn cản nữa. Thấy ô thường lạnh lùng nhìn tới, tu sĩ nước Hàn vô cùng kinh ngạc, không hẹn mà đều hoảng hốt bỏ chạy, không người nào dám đối mặt. Không trốn không được, ô thường lợi hại hơn, uy hiếp được tính mạng của chúng ta lại muốn giết chúng ta, chúng ta sao có thể ngồi chờ chết, trốn không thoát cũng phải trốn xem thử. May là ô thường vẫn chưa rảnh rỗi đến mức không có chuyện gì đuổi theo khắp nơi để giết những người này. Ngược lại có vài tướng lĩnh thủ hạ tâm phúc bi thương căm phẫn, rút đao tức giận gào thét vào tới. ầm, ừ, bóng người bị đánh bay, một đám người vào tới giống như con diều bị đứt dây bay ra, đập xuống đất, tất cả đều mất mạng tại chỗ. Căn bản không ai có thể gần ô thường, càng không cần phải nói liều mạng với ô thường. Quân sĩ xung quanh vô cùng hoảng sợ, vũ khí cầm trong tay nhưng không có quân lệnh, không biết nên tiến lui thế nào, lại càng không biết có chuyện gì xảy ra. Ô thường không ở lại lâu mà lắc người rời đi, kéo hơn 10 cái đầu biến mất ở trong không trung phía xa. Sau đó, một ít tu sĩ trốn được mới dám lộ diện, nhìn theo hướng ô thường biến mất, trong lòng mỗi người đều sợ hãi, khủng hoảng bọn họ không rõ tại sao ô thường lại đột nhiên chạy tới ra tay giết các vị tướng lĩnh chẳng lẽ là đám người kim tước đã làm chuyện gì đắc tội hắn ta sao cho dù có thiên ma thánh tôn là ai còn cần hắn ta tự mình chạy tới ra tay sao thiên ma thánh tôn trả lời đúng rồi bọn họ không biết ô thường cũng không còn sự lựa chọn nếu như nói có thể hữu dụng hắn ta cũng không cần phải làm như vậy hắn ta lên tiếng căn bản không bất cứ tác dụng gì chẳng lẽ muốn bảo kim tước đầu hàng sao chỉ cần hắn ta mở miệng đừng nói là kim tước tất cả nước hàn đều sẽ đầu hàng nhưng đầu hàng thì có ích lợi gì hắn ta cần nước hàn đầu hàng sao nước hàn vốn tôn hắn ta là thánh tôn ba phái lớn của nước hàn vốn cúi đầu xưng thần lại bảo đầu hàng một lần nữa không phải là vô nghĩa sao trên danh nghĩa vốn chính là thiên hạ của hắn ta đầu hàng với không đầu hàng có khác nhau sao tây bình quan cao phẩm còn đang ở trước địa đồ bàn việc cùng các tướng còn đang bố trí kế hoạch tác chiến ngoài cửa có một người đi tới khiến tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Ô thường trực tiếp xông vào, tiện tay ném đi, nhanh như chớp, hơn 10 cái đầu đầm đìa máu lăn ra trước mắt các tướng, các tướng bị dọa cho giật mình, không biết tình huống gì xảy ra. Ô thường lạnh lùng nói, thủ cấp của kim tước ở đây, thủ cấp của các tướng quân hàn ở đây, cao phẩm, các người có thể yên tâm tấn công được rồi. Sau khi nói dứt lời, vẻ mặt hắn ta không thay đổi xoay người rời đi. Lời này nghe giống như lời nói mớ vậy, đám người cao phẩm khiếp sợ tới mức ngây người. Đợi bóng ngưng ô thường hoàn toàn biến mất ở cửa, cao phẩm mới xông lên trước, tìm kiếm trong hơn 10 cái đầu người và rất dễ dàng tìm được thủ cấp của kim tước. Y phát hiện cái đầu vẫn còn ấm, hiển nhiên là vừa hái xuống không lâu. Thủ cấp của các chủ tướng khác của quân Hàn cũng bị mọi người lần lượt phân biệt ra, tất cả đều vẫn còn hơi ấm. Một đám người khiếp sợ đến mức không dám thở mạnh, trưởng lão khí vân tông nuốt nước bọt, trong mắt lộ rõ sự kinh hoàng. Ôi, hai tay cao phẩm nâng thủ cấp của kim tước và khẽ thở dài một tiếng, nhìn phản ứng của mọi người xung quanh y biết bọn họ đều bị giật mình đâu chỉ là là mọi người y cũng bị giật mình nhìn thủ cấp kim tước chết không nhắm mắt y không biết nên nói gì cho phải đường đường là một đại danh tướng cuối cùng lại ngã xuống như vậy lúc này không phân địch ta y có cảm giác thỏ chết cao xót thương ô thường mới rời đi bao lâu chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã lấy thủ cấp của quân hàn tới đáng sợ khủng khiếp đây là cảm giác sợ hãi trong lòng mọi người ngay cả trưởng lão khí vân tông cũng ý thức được, không bị thực lực ràng buộc, muốn làm gì thì làm thì thật sự quá kinh khủng. Rất nhanh, Tây Bình Quan mở ra, đại quân nước tấn giống như thủy triều trút xuống, phát động tấn công về phía quân Hàn. Đám người cao phẩm cũng không dám chậm trễ lại, ai lại dám dây dưa chứ. Hơn 10 cái đầu máu chảy đầm đìa chính là tấm gương cho bọn họ. chương 2301, chó cùng rứt rậu hai May là thế tấn công thuận lợi, cũng không có cách nào không thuận lợi. Quân yến sớm đã rút lui, quân Hàn mất chỉ huy như rắn mất đầu, đã loạn vô cùng, đối mặt với thế tấn công lập tức bỏ chạy, quân tấn gần như tiến quân thần tốc, không gì ngăn chặn. Tân đô nước tấn, hơn 10 con phi cầm tỏa kỵ xoay quanh rơi, rơi vào trong hoàng cung. Hắc Thạch tới và dẫn theo một đám người tới, Thái Thúc Hùng nghe tin vội vàng đi ra nghênh đón, gặp mặt hành lễ. Hắc Thạch cười khoát tay áo, bệ hạ không cần đa lễ, chuyện khẩn cấp nên ta cũng sẽ không nhiều lời. Mời ngài đi với ta một chuyến. Thái Thúc Hùng ngạc nhiên, đi đâu? Hắc Thạch nói, đi tiền tuyến, để cổ vũ sĩ khí của quân tấn, làm phiền bệ hạ ngự giá thân trinh. Đúng rồi, cao tầng của khí vân tông đã đi trước một bước. Đây là pháp chỉ của Thánh Tôn, Linh Tông làm phản, Vạn Thú Môn làm phản, Thiên Hành Tông làm phản, Ma Giáo cũng làm phản. Bên trong thư phòng, Thiệu Bình Ba ngồi ở sau bàn nhìn tin tức trên tay cũng thấy tim đập thình thịch. Y vừa nhìn đã hiểu rõ, thế lực ngầm của giả vô quần đã công khai trở mặt với ô thường bọn họ trực tiếp nhảy ra, những môn phái này không cho mình để đường rút lui, phải hoàn toàn đấu với ô thường tới cùng. Ngoài cửa, thiệu tam tỉnh cầm trên tay một phần tin tức hấp ta hấp tấp chạy vào, thờ hồn hển nói, đại công tử, không xong rồi. Người của phiếu miều các trực tiếp đưa bệ hạ đi, cái gì, thiệu bình ba kinh ngạc đứng phát dậy, thấy hắn ta chạy không thở nổi là biết có tin tức quan trọng, lúc này mới chuyển chén trà của mình qua, không vội, uống gấp nước rồi chậm rãi nói. Cảm, cảm ơn đại công tử. Thiệu Tam tỉnh thở hổn hển cảm ơn và thả tin tức trong tay xuống, nhận chén trà uống ừng ực hai hớp, đợi đến khi thở lại bình thường một chút mới lên tiếng, chẳng những là bệ hạ, một ít trọng thần trong chiều cũng bị dẫn đi, bảo là muốn đi cùng bệ hạ ngự giá thân trinh. Còn có khí vân tông nữa, lão nô nghe người của khí vân tông nói, phiếu miểu các đưa các cao tầng của khí vân tông đi tiền tuyến. Nói là cổ vũ sĩ khí lòng quân, dễ dàng chiến đấu. Đúng rồi, còn có cái này hắn ta đặt chén trà xuống và cầm lấy tin tức vừa đưa tới giao phó, nhận được tin tức, ô thường tự mình ra tay, trực tiếp xông vào nơi đầu não của quân Hàn và ra tay giết chủ soái kim thước của quân Hàn, vẫn có hơn 10 chủ tướng của quân Hàn. Gần như tất cả thủ cấp tướng lĩnh quan trọng của quân Hàn đều bị ô thường tự tay hái xuống và đưa cho cao phẩm. Bây giờ cao đại soái đã bị buộc bất đắc dĩ, không thể không dẫn quân tấn công, may là quân địch đại loạn, quân ta thế như trẻ tre. Thiệu Bình Ba xem tin tức trên tay vài lần, sau đó bước nhanh ra khỏi bàn đi qua đi lại ở bên trong thư phòng, ánh mắt lóe ra, trầm ngâm, tự mình chạy đến quân doanh của quân hàn để ra tay, ô thường là chó cùng rứt dậu rồi. Làm gì có chuyện ngự giá thân trinh với cổ vũ sĩ khí chứ? Hắn là sợ nước tấn bên này làm loạn mất đi khống chế. Nước tấn bên này là lực lượng cuối cùng hắn ta còn khống chế trong tay. Hắn ta đưa cao tầng khí vân tông, bệ hạ và các trọng quan của triều đình đi là muốn giữ con tin của hai bên, để tránh làm loạn. Thiệu Tam Tỉnh, đại công tử, làm sao bây giờ? Thiệu Bình Ba, làm thế nào? Hai bên đang quyết chiến không chết không dừng, đối phương không ngã xuống thì chắc chắn sẽ không dừng tay. Bây giờ chúng ta cũng không xen vào được, tự bảo vệ mình mới là quan trọng hơn, mau bảo cả nhà thu dọn một chút, tìm nơi tránh nạn đi. Tránh nạn? Thiệu Tam Tỉnh kinh ngạc, sao tới mức như vậy chứ? Thiệu Bình Ba trầm giọng nói, ô thường chó cùng rứt dậu đã bắt đầu không tuân quy củ, hắn ta dám làm như vậy? người tưởng giả vô thiệt bên kia sẽ ngồi xem sao người phải nhìn rõ ràng một việc đại thế đã không còn ở bên phía ô thường luận về thế lực trong giới tu hành ô thường không sánh bằng đối phương giả vô thiệt ở thế lực giới tu hành đã ép qua hắn ta hắn ta làm mùng một giả vô thiệt bên kia sẽ làm mười lăm hắn ta dám phá hủy đầu não của quân hàn giả vô thiệt lại dám phá hủy đầu não của nước tấn người phải hiểu được người tu hành trên tay giả vô thiệt nhiều hơn ô thường một khi giả vô thiệt ra tay quân tấn phía sau tất nhiên sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Giả vô thiệt tất nhiên sẽ phá hủy tiếp tế tiếp viện của quân tấn, không cho quân tấn dễ dàng thực hiện được, vậy đô thành nước tấn chính là mục tiêu công kích chính của giả vô thiệt. 12 viên vô lượng quả bị trộm, giả vô thiệt bên kia có ít nhất 10 người tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nếu làm loạn, ô thường khó có thể đề phòng được, ô thường không có thuật phân thân, căn bản không che chở được. Ô thường đưa ra cơ hội tốt như vậy, giả vô thiệt sợ rằng cầu còn không được. Người cứ chờ xem đi, tất nhiên hắn sẽ thừa dịp xúi dục ba phái lớn của nước Hàn và ba phái lớn của nước Tống tạo phản. Nước Hàn, nước Yến, nước Tống sẽ lập tức liên thủ chống lại nước Tấn. Thiệu Tam tỉnh lắc đầu không ngừng, vậy ô thường thật đúng là ra chiêu mù quáng rồi. Thiệu Bình Ba, hắn không có lựa chọn khác, chín thánh đã mất lòng người trong thiên hạ từ lâu, đến bước này, cho dù hắn ta không làm như vậy, đối phương cũng sẽ xúi dục khắp nơi làm loạn theo. So với bị động, hắn ta còn không bằng chủ động chiếm tiên cơ tạm thời không nói về chuyện này nữa kinh thành đã không an toàn giả vô thiệt không tiện để lộ thân phận của chúng ta chúng ta dễ dàng thành cá trong chậu bị vạ lây làm người không đứng dưới bức tường sắp đổ nên rời khỏi tình cảnh nguy hiểm trước lại nói sau được lão nô sẽ đi sắp xếp thiệu tam tỉnh nhanh chóng nhận lệnh rời đi bên cạnh đường lớn trên bờ sông trong một đám cỏ lau có bến tàu bên cạnh bến tàu là một nhà kho đổi nguyên vật liệu nhà kho ở đây thông với hai đường sông và đường bộ nên dễ dàng vận chuyển thời điểm có chiến tranh đã bị Trưng Thu làm quân dụng. Cả đoàn xe theo quan đạo ầm ầm lao tới, giảm tốc độ và lần lượt đến cửa kho hàng. Sau khi dịch sung, quản phương Nhi đứng ở cửa cười dài nghênh đón, đám người nhảy xuống ngựa đi tới. Nhiêu hữu đạo tiến lên hỏi, vương ra đâu? Quản phương Nhi nói, ngài ấy đang ở bên trong, y xoay người đẩy cửa nhà kho ra. Nhiêu hữu đạo dẫn theo mấy người lần lượt đi vào, thương triều tông và mông sơn minh đang ở trong đó, tất cả đều dịch sung. Mông Sơn Minh không ngồi xe đẩy mà ngồi ở trên một cái ghế, tạm thời cũng không tiện dùng xe đẩy vì dễ dàng bị lộ. Sợ rằng Vương Gia và Mông Soái đã buồn chán rồi đúng không? Nghiêu Hữu Đạo cười đi tới, vừa nghe tiếng đã biết là ai tới, hai người vội vàng hành lễ, đạo ra. Thương Triều Tông trả lời, buồn chán thì không đến mức, chỉ là không biết tình hình của đại quân bây giờ thế nào nên có chút nóng này. Nghiêu Hữu Đạo, ta hiểu, ô thường đang nghĩ mọi cách tìm hai vị, bây giờ thật sự không tiện để cho vương gia liên hệ với đại quân, một khi để lộ ra chút tin tức thì sẽ có hậu quả không chịu nổi. Được quản phương nghi trông coi, vì bảo vệ an toàn cho hai người, tuyệt đối giữ bí mật về tung tích của hai người nên bọn họ đã cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Cho dù là bản thân quản phương nghi, không phải tuyệt đối cần phải cũng sẽ không chủ động liên hệ với nhiều hữu đạo, chỉ biết bị động chờ nhiều hữu đạo liên hệ với bên này. Hai người trên cơ bản hoàn toàn không biết gì về tình huống bên ngoài đương nhiên như vậy cũng tốt cho bọn họ. Nghe được lời ấy, hai người cũng chỉ có thể hiểu mà khẽ gật đầu. Lúc này, một nữ tử tiến lên hành lễ, nói ca, mông bá bá. Hai người nghe tiếng biết là Thương Thục Thanh, một người khẽ gật đầu, một người đáp lễ quận chúa. Thương Thục Thanh đeo mặt giả nên hai người không nhìn thấy hình dáng của nàng, cho nên không có phản ứng dư thừa. Thương Thục xem ảnh một thanh không nhịn được lén nhìn như Hữu Đạo, Như Hữu Đạo mỉm cười, không nói gì. chương 2302, phong trào dâng lên. Thấy hắn không bảo mình lộ mặt, trước đó Nghiêu Hiếu Đạo cũng từng nhắc nhở tạm thời giữ bí mật nha tương, Thương Thục Thanh cũng không chủ động nói ra mà đứng yên tĩnh ở một bên. Dọc đường mọi người bôn ba vất vả cũng mệt mỏi rồi. Tất cả đi nghỉ ngơi trước đi, Nghiêu Hiếu Đạo quay đầu nói với Thương Thục Thanh và Lữ Vô Song. Lữ Vô Song đi sang một bên và trực tiếp ngồi dựa vào túi lương thực. Nàng sớm đã muốn tìm chỗ ngồi xuống, bao nhiêu năm không cưới ngựa, bây giờ lại không có tu vi, đoạn đường này sóc nảy khiến bộ xương của nàng cũng thiếu chút nữa rời ra, cảm giác mông cũng bị mài nát, thật xấu hổ. Viên cương từ bên ngoài bước nhanh vào và tìm cái bàn ngồi xuống, phiên dịch mật thư vừa lấy được. Phiên dịch xong lại xem qua, viên cương mới lập tức bước nhanh đến bên cạnh Nhiêu Hữu Đạo đang nói chuyện phiếm cùng đám người thương Triều Tông, dâng mật thư lên. Nhiêu Hữu Đạo nhận lấy xem và im lặng một lúc mới nói, Kim Tước chết rồi. A, à, mông sơn mình giật mình không nhỏ, Nhiêu Hữu Đạo tiện tay đưa mật thư cho hai người xem. Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh xem xong đều khiếp sợ không thôi, không ngờ ô thường tự mình ra tay, giết đi tướng lĩnh quan trọng của quân tấn. Hai người nhìn nhau, lúc này bọn họ mới ý thức được chuyện trước đó nghiêu hữu đạo bảo bọn họ tránh né cần thiết tới mức nào, bằng không hai người làm gì còn mạng sống nữa. Đường đường là thiên ma thánh tôn sao lại như vậy, Mông Sơn Minh thở dài, cho dù đôi chân bị kim tước làm cho tàn phế, lúc này cũng có cảm giác thỏ chết cao sát thương. Ôi, thương Triều Tông cũng than khẽ một tiếng, cảm thấy không đáng khi nhân vật như Kim Tước lại bị chết như vậy. Ô Thường bắt đầu không để ý tới phong độ, vậy chúng ta cũng không cần chú ý làm gì. Niu Hữu đạo cười lạnh và xoay người, kiếm cắm trước người nói, người còn sót lại của mấy vị thánh tôn cũng nên hoạt động một chút đi. Các ngươi truyền tin tức cho bọn họ, bảo bọn họ đi tới nước tấn quấy rối, phá hủy vật tư cung cấp cho quân tấn, không thể để cho Ô Thường dễ dàng thực hiện được ý định. Nói cho bọn họ biết, ai dám không nể tình thì đừng trách ta trở mặt nếu bị ô thường tìm tới cửa thì đừng trách ta ô thường không chết bọn họ cũng đừng mong sống tốt thương triều tông và mông sơn minh lặng lẽ nhìn nhau viên cương có chút do dự chúng ta đã chuẩn bị xong rồi có cần phải làm như vậy không như hữu đạo diễn kịch phải diễn cho đủ không phản ứng dễ làm cho ô thường nghi ngờ đưa tin cho thiệu bình ba bảo y chịu trách nhiệm tổ chức hành động lần này thương triều tông và mông sơn minh lại nhìn nhau không biết tại sao vị này lại dính dáng với con trai của thiệu đăng vân nếu thật sự có thể biến chiến tranh thành tơ lụa hai người bọn họ ngược lại sẽ vui mừng dù sao mặt mũi của thiệu đăng vân vẫn còn đó viên cương hơi sửng sốt y à như hữu đạo y làm trò cũng đủ rồi giúp nước tấn chuyện lớn như vậy đã làm trung thần đủ rồi làm gian thần một chút cũng không sao không thể cứ để y làm người tốt mãi được thiệu bình ba hiểu rõ tình hình nước tấn nhất nên xuống tay với chỗ nào trong lòng y chắc sẽ biết rõ y biết ta muốn có kết quả thế nào còn có nước tống và nước hàn bên kia lẽ nào bọn họ còn chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn sao? Chiến hỏa đã đến, bọn họ cũng nên thể hiện một chút. Sau khi căn dặn một lúc, viên cương hiểu rõ, khẽ gật đầu xoay người đi chấp hành. Quản phương nghi đi qua, đưa nước trà lên. Sau khi Nghiêu Hữu Đạo nhận chén trà lại đi về phía Thương Thục Thanh đang ngồi ở bên cạnh và đưa chén trà ra, nàng cũng mệt mỏi rồi, uống nước đi. Thương Thục Thanh ngồi ở đây cũng không đứng dậy, chỉ thuận theo tự nhiên đưa tay nhận. Dọc đường đi, Nghiêu Hữu Đạo đều đối xử với nàng như vậy, nàng không quen cũng bắt đầu quen nhưng sau khi nhận lấy chén trà nàng bỗng nhiên ý thức không đúng lặng lẽ liếc nhìn sang bên mông sơn minh và thương triều tông rõ ràng đã há hốc mồm thương thục thanh lập tức hận không thể tìm khe nứt để chui vào nàng chuột giả e lệ mặt đỏ dần thật sự ngượng ngùng may là trên mặt còn mang mặt giả ánh mắt mông sơn minh và thương triều tông đều nhìn thẳng rõ ràng nhìn ra được có điểm không đúng bọn họ đều biết thương thục thanh là người đọc sách biết lễ đạo gia tự mình dâng trà, nàng lại có thể ngồi yên nhận sao. Đây cũng không phải là tác phong của Thương Thục Thanh, hai người tiếp tục nhìn dáng vẻ dịu dàng của Ngưu Hữu Đạo. Không bình thường, quá không bình thường, đây là có ý gì? Lúc này, hai người muốn không nghi ngờ đôi nam nữ này có quan hệ cũng khó. Ngưu Hữu Đạo xoay người, Mông Sơn Minh và Thương Triều Tông cũng không hổ danh là người có kinh nghiệm xa trường nên phản ứng rất nhanh, vội vàng nhìn sang một bên. Mông Sơn Minh cúi đầu, tiếp tục xem mật thư trên tay, thỉnh thoảng giơ tay lên vuốt râu. Thương Triều Tông lại đang cúi đầu giống như tìm kiếm vậy. Nói chung trên mặt hai người đều lộ vẻ kỳ lạ, hai người có thể lảng tránh, đã chứng tỏ hai người không muốn xảy ra chuyện xấu, nếu Thanh Nhi có thể qua lại với đạo gia, có thể thúc đẩy thành công thì hai người vô cùng sẵn lòng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ không muốn nào. Về tư, tâm nguyện của Thanh Nhi được bù đắp, cũng giải quyết được chuyện trung thân đại sự. Về công, nếu Thanh Nhi có thể trở thành nữ nhân của đạo gia sẽ mang tới lợi ích rất lớn cho thương thị và các thế lực của thương thị, hai người cũng bỏ xuống một ít chuyện đau buồn. Về công về tư đều là chuyện tốt, thử hỏi hai người làm sao có thể không vui được. Trong lúc lơ đáng, hai người trao đổi ánh mắt với nhau, cả hai đều đang âm thầm khẩn cầu, chỉ mong không phải hai người suy nghĩ nhiều. Hai người tạm thời không còn tâm tư khác, cũng không lo lắng chuyện bên ngoài nữa, mà bắt đầu rảnh rỗi quan tâm tới chuyện giữa nghiêu hữu đạo và thương thục thanh nghiêu hữu đạo xoay người phát hiện ra phản ứng của hai người nhưng căn bản không coi ra gì biết thì thế nào nếu sợ thì hắn đã không làm như vậy ngay trước mặt hai người tạm thời để bọn họ quen cũng tốt lữ vô song ngồi ở trên lương thực thấy cảnh tượng như vậy thì không nhịn được nghiêng đầu phì một tiếng và nói nhỏ một câu buồn nôn dọc đường đi nàng đã chịu đủ rồi dù sao hầu tử của nàng sống quá cứng nhắc không thể lúc nào chỗ nào cũng nói chuyện dịu dàng thắm thiết như vậy trên đường đi vân cơ cũng chịu đủ rồi Nàng phát hiện ra thương thuộc thanh hình như rất hưởng thụ loại cảm giác này, cho dù bị lừa gạt cũng vui lòng, nàng lại không nói thêm gì nữa. Nàng chỉ có thể âm thầm than thở, nhà đầu kia bị lời êm tai lừa cho choáng váng đầu óc, ở trước mặt tên cáo giả như nghiêu hữu đạo còn không phải bị tùy tiện bóp nặn sao. Quản phương nghi mang theo ấm trà há hốc mồm đứng tại chỗ, cảm giác mình chắc chắn đã bỏ lỡ điều gì, ở trong lòng lập tức có ngọn lửa thiêu đốt, mắt cũng sáng ngời nàng thích những chuyện tình yêu này nên không nhịn được tò mò mà chậm rãi dịch chân về phía vân cơ đụng cánh tay nháy mắt hỏi thăm rất rõ ràng vân cơ quay đầu và xoay người đi bởi vì chuyện của nha tương tạm thời không thích hợp để truyền đi quản phương nghi sao có thể buông tha vội vàng rót chén trà nhỏ bước nhanh qua xung xoe thương thục thanh cúi thấp đầu nhưng vẫn có thể cảm giác được bầu không khí xấu hổ hai tay tre ở bên miệng chén trà và không dám ngẩng đầu nhìn người kim thước chết còn bị ô thường giết như vậy khiến thiên hạ chấn động ngay cả đến loại nhân vật như Kim Tước mà không có bất kỳ lý do gì nói giết là giết, làm sao có thể không làm cho người trong thiên hạ chấn động được. Tất nhiên điều này lộ rõ sự cường thế của thiên ma thánh tôn, nhưng trong giây lát không biết bao nhiêu người dâng lên cảm giác thỏ chết cáo xót thương. Tin tức nhân cơ hội được truyền ra, nói ô thường muốn mượn trợ giúp của thế lực nước tấn bình định thiên hạ, muốn tiêu diệt nước yến, nước tống và nước hàn nhằm tiêu hao lực lượng các đại phái trong thiên hạ, muốn cướp đoạt lợi ích của các đại phái trong thiên hạ, phải xây dựng lại trật tự để khống chế thiên hạ. Chương 2303, ta quen biết người sao? Một, muốn giết cao tầng của các đại phái, muốn giết hoàng đế nước Tống và nước Hàn, muốn giết cao tầng quân đội của đại quân các quốc gia chống lại nước Tấn. Có vết xe trước mặt, các tướng lĩnh kim thước bị giết, Ô thường ra tay cường thế cũng ép nước Tấn đã hoàn toàn lộ ra ý định bình định thiên hạ. Thêm tử kim động chạy trốn, tướng lĩnh quân yến dẫn đầu chạy trốn, còn có các phái đã trốn phát ra hưởng ứng. Thế lực khắp nơi trong thiên hạ muốn không tin cũng khó. Trong giây lát, triều đình và cao tầng các phái của các quốc gia đều trốn, tất cả đều lo lắng bị giết hại. Một phong trào âm thầm liên thủ chống đỡ đã dâng lên, chờ mong đám người thần bí đối đầu với chín thánh có thể đứng ra nang cao ngọn cờ. Đại danh của quân tấn gần đỉnh núi, Ô thường đứng yên dưới mặt trời chiều, sắc mặt hờ hững, vô cảm. Hắn ta có nghe được tin tức, cuộc diện trước đó hắn ta cùng mấy thánh cố gắng hết sức tránh né rốt cuộc vẫn xuất hiện. Tuy nghe được nhưng hắn ta lười giải thích gì, chuyện đến như vậy, rõ ràng phía sau có người đang gây sóng gió, đây là chuyện đã đoán trước, không cần giải thích. Chỉ cần có thể ép những người này ra và giải quyết hết, tất cả các vấn đề đều không còn là vấn đề nữa. Người đời rất nhanh sẽ quên lãng. Trong một nông trang bên ngoài trấn nhỏ, Thiệu Bình Ba đứng ở dưới mái hiên lặng im, trong tay cầm một lá thư. Thiệu Tam tỉnh đợi một lúc mới hỏi, "Đại công tử, chúng ta làm thế nào bây giờ?" Thiệu Bình Ba âm thầm nổi giận giả vô quần cuối cùng lại bảo y làm loại chuyện này một khi làm chuyện này mình sẽ bị xếp vào trong đám nội gian của nước tấn giả vô quần có thể lập tức làm cho y không còn nơi nào sống yên ổn ở nước tấn nữa sau khi im lặng một lúc lâu y thở dài một tiếng thủ đoạn của người này quả nhiên ngoan độc hắn là muốn chặt đường lui của ta làm cho ta hoàn toàn ngả về phía hắn thiệu tam tỉnh có chút bi thương căm phẫn người dối gạt như vậy sẽ không sợ đại công tử để lộ hắn ra sao Thiệu Bình Ba, bây giờ để lộ ra có tác dụng sao? Người khác đã trốn rồi, ta chạy đến bên ô thường để lộ gì có giá trị gì sao? Sớm không làm đi, ô thường không nổi giận mới là lạ, mà đầu kia tâm tình không tốt, chẳng phải ta sẽ chết sao? Phía sau nhà kho có sân phơi làm bằng gỗ, quản phương nghi quanh quẩn ở trên, nhìn nam nữ chèo thuyền trong đám cỏ lau, trong miệng thỉnh thoảng trà trà vài tiếng. như hữu đạo tranh thủ lúc rảnh rỗi, dùng một chiếc thuyền nhỏ, tự mình làm mái chèo rồi dẫn theo Thương Thục Thanh đi chèo thuyền. Thương Thục Thanh không muốn, cảm giác xấu hổ không chịu được, nhưng bị Nghiêu Hữu Đạo cứng rắn kéo lên thuyền, lúc này chỉ có thể cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa xấu hổ. Thế nhưng còn chưa dạo chơi được bao lâu đã thấy Viên Cương xuất hiện ở trên sân phơi vẫy tay về phía bên này. Nghiêu Hữu Đạo vừa nhìn đã biết có việc gấp, bằng không hầu tử sẽ không làm phiền, lúc này liền chèo thuyền qua và dần dần cặp bờ. Sau khi lên bờ, hắn đưa tay ra và không cho Thương Thục Thanh từ chối, thật sự nắm tay của nàng kéo lên bờ. Trong ánh mắt thương thục thanh khó có thể che giấu được vẻ ngượng ngùng khiến quản phương nghi dùng quạt tròn che cười. Chuyện gì, Nghiêu Hữu Đạo quay đầu lại hỏi. Viên cương liếc nhìn quản phương nghi rồi tiến đến bên tai Nghiêu Hữu Đạo, nói nhỏ một câu, Nam Thiên vô phương đến. Nam Thiên vô phương, tả sứ của ma giáo. Quản phương nghi thuận tiện nghe lén. Trên thực tế, mỗi lần nhìn thấy viên cương và Nghiêu Hữu Đạo bí mật nói thầm gì đó, nàng lại hận không thể dán tai lên nghe thử lúc này vừa vặn đang ở gần, nàng làm sao có thể nhịn được mà không nghe trộm chứ. Biết người đến, ánh mắt nghiêu hữu đạo cũng liếc nhìn về phía quản phương nghi. Quản phương nghi lập tức giả vờ không nghe trộm, thuận tiện nắm tay thương thục thanh kẻ tai nói nhỏ với nàng, cũng không biết nói gì mà làm nàng có vẻ ngượng không chịu nổi. Nghiêu hữu đạo im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó nghiêng đầu nói một tiếng. Viên cương không nói tiếng nào liền xoay người rời đi, các ngươi nói gì vậy? Nhiêu hữu đạo quay đầu cười hỏi một câu, quản phương nghi khinh bỉ nói chuyện của phái nữ người ta ngươi là một đại nam nhân quan tâm làm gì trong ánh mắt thương thục thanh đầy xấu hổ như hữu đạo mỉm cười không nói hai tay đặt hờ lên bảo kiếm cắm trước người ánh mắt nhìn lướt qua đám cỏ lau bị gió thổi phất phơ chợt nói không lớn không nhỏ một câu hồng nương ta có chuyện muốn nói cho nàng nhưng không biết có nên nói hay không quản phương nghi ôi một tiếng nói người muốn nói thì cứ nói ngươi không muốn nói ta cũng không có cách nào tuy nói như vậy nhưng tính cách tò mò trước sau không đổi được nhất là nghiêu hữu đạo hiếm thấy tỏ thái độ này nàng lại càng tò mò hơn không nhịn được lại hỏi có chuyện gì ngươi nói đi nghiêu hữu đạo có một số việc ta cũng không biết đã làm đúng hay sai nhưng ta vẫn làm chuyện chúng ta sắp đối mặt không ai dám bảo đảm kết quả cuối cùng sẽ thế nào nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ta không muốn nàng phải tiếc nuối cho nên ta vẫn làm nàng theo ta nhiều năm như vậy coi như cho nàng một báo đáp quản phương nghi nghi ngờ sao lại nói những lời cao thâm khó dò vậy ngươi đã làm gì tiếc nuối à ta có thể có gì tiếc nuối chứ thương thục thanh nghe được cũng tò mò không biết đạo gia muốn nói gì nghiêu hữu đạo nếu như kẻ phụ tình kia nếu như người dẫn dắt nàng bước vào tu hành nếu như người hại nàng rơi vào hồng trần nếu như nam nhân kia vẫn có thể tìm tới nàng có muốn gặp y không quản phương nghi lập tức sửng sốt kinh ngạc im lặng thậm chí hoảng sợ nhìn hắn quạt tròn bất động ở trên tay, bàn tay khẽ run lên. Vì nàng đeo mặt giả nên không nhìn thấy được vẻ mặt, thực tế dưới lớp mặt nạ giả đã hoàn toàn trắng bệch. Thương Thục Thanh kinh ngạc không hiểu, đạo gia nói, nàng nghe cái hiểu cái không, không rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng có thể cảm giác được quản phương nghi nắm tay mình tay đang run rẩy. Có thể cảm nhận được cơ thể quản phương nghi không khống chế được mà run rẩy, hơi thở cũng trở nên rồn rập. Nghiêu Hữu đạo chậm rãi quay đầu nhìn về phía quản phương nghi và nhấn mạnh từng chữ ta giúp nàng tìm được người kia. Y đã tới và đang ở bên ngoài nhà kho, có muốn gặp hay không là tùy ở nàng. Quản phương nghi muốn nói lại thôi, trong đầu không ngừng có các hình ảnh trước kia hiện lên, vô tình nàng thả lỏng bàn tay của thương thục thanh ra, cuối run run nói, Nam Thiên. Nam Thiên vô phương, là Y à, Nghiêu Hữu đạo gật đầu, thân phận và địa vị của Y ở trong ma giáo ngang hàng với ô thường, trên trình độ nào đó, địa vị của y ở ma giáo còn cao hơn ô thường. Tả sứ của ma giáo, nam thiên vô phương là y. Quản phương nghi đột nhiên phủ nhận, không thể sao, tại sao có thể là y được, tuyệt đối không thể nào. Như hữu đạo nói, nàng vốn tên là quản hồng hoa, lại y đổi tên cho nàng làm quản phương nghi. Quản phương nghi lập tức trợn trừng hai mắt, lảo đảo lui về phía sau một bước giống như bị sét đánh, ngực phập phồng lên xuống gấp gáp. Trong mắt thương thục thanh cũng lộ rõ sự kinh ngạc, không biết trong những lời nói này che giấu điều gì nhưng thấy quản phương nghi thất thố như vậy nàng biết nó chắc chắn không đơn giản với nàng ấy Như hữu đạo người đang ở bên ngoài nếu nàng gặp thì ta bảo y tiến vào nếu nàng không gặp thì không gặp nữa ta bảo y đi bảo y sau này vĩnh viễn không cần xuất hiện ở trước mắt của nàng nữa nếu muốn giết chết y cũng không thành vấn đề ta sẽ tới sắp xếp bóp một tiếng tay cầm của cái quạt tròn bị bóp nát quạt tròn rơi xuống đất quản phương nghi siết chặt hai tay Lạc giọng nói, "Bảo y cút, bảo y đi chết đi." "Được, như Hữu Đạo xoay người rời đi." Nào ngờ hắn vừa đi vài bước tới cửa, quản phương nghi đột nhiên lại kêu lên, "Đứng lại. Ta thật ra muốn xem thử rốt cuộc có phải là y hay không đã." Chương 2304, "Ta quen biết ngươi sao?" Hai, như Hữu Đạo nói được rồi bước vào bên trong nhà kho và vẫy tay ra hiệu cho Viên Cương đi thông báo. Viên Cương bước nhanh qua, còn dẫn theo một người nữa. Đó chính là Triệu Hùng Ca. Nam Thiên Vô Phương là do Triệu Hùng Ca dẫn đến. Ngưu Hữu Đạo đưa người vào. Viên Cương gật đầu và bước nhanh đi đến bên ngoài nhà kho. Triệu Hùng Ca liếc mắt nhìn phía sau nhà kho, hỏi một câu, dựa vào tu vi của nàng bây giờ thì Nam Thiên Vô Phương không phải là đối thủ của nàng, sẽ không xảy ra chuyện chứ? Ngưu Hữu Đạo, gặp chuyện không may thì thế nào? Triệu Hùng Ca trừng mắt, ta cho người biết, y xảy ra chuyện ta sẽ không có cách nào ăn nói được với ma giáo. Ngưu Hữu Đạo không có liên quan gì với ma giáo, đây là việc riêng giữa bọn họ, cuối cùng vẫn phải có một sự chấm dứt, bất kể là kết quả gì thì chúng ta không nhúng tay vào, để cho bản thân bọn họ đi giải quyết. Hơn nữa, Hồng Nương thật sự gây bất lợi cho y, người cảm thấy người có thể ngăn cản được mấy lần. Người có thể vĩnh viễn cắm nam thiên vô phương trên lưng quần mang theo à? Không quan tâm, sống chết do số không phải là do người. Triệu Hùng ca trợn mắt nói, sớm không làm đi, chờ nàng có thực lực rửa hận thì ngươi lại chuẩn bị làm cái này làm gì. Người rõ ràng đang thiên vị sao? Như hiếu đạo mặc kệ, vốn chính là như vậy, bây giờ quyền chủ động xử trí như thế nào đều ở trên tay Hồng Nương, hắn thiên vị thì thế nào? Dù sao hắn không cho rằng mình là chính nhân quân tử gì cả. Thương Thục Thanh do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn tiến lên, cầm tay quản phương nghi đã bối rối. Bên ngoài nhà kho, viên cương đi tới trước mặt nam thiên vô phương và nhìn xung quanh một chút rồi khẽ nói, đi theo ta vào trong. Hắn ta nói dứt lời liền xoay người nam thiên vô phương chợt hô một tiếng huynh đệ nàng nàng phản ứng thế nào viên cương dừng bước quay đầu người muốn nàng phản ứng thế nào ta nam thiên vô phương bất đắc dĩ không nói được lời nào ta không biết nàng phản ứng thế nào ngươi tới xê tới rồi trốn không xong đi thôi viên cương nói một tiếng hai chân nam thiên vô phương nặng nề cuối cùng lại khó có thể hoạt động trong lòng khẩn trương không có cách nào diễn tả bằng lời dù sao đầu óc đã không có cách nào suy nghĩ bình thường Viên Cương giúp y một tay, nắm lấy cánh tay y và trực tiếp lôi đi. Người bị lôi vào bên trong nhà kho, ánh mắt lập tức hoảng loạn nhìn lướt qua, nhưng không thấy được người muốn thấy. Như Hữu đạo nghiêng đầu nói một tiếng. Vì vậy Viên Cương trực tiếp lôi người đến cửa sau của nhà kho, thuận lợi đẩy Nam Thiên vô phương ra đến sân phơi phía sau. Nghe được tiếng bước chân, biết người đến nhưng Quản Phương Nhi không dám quay đầu, căng thẳng mím môi nhìn mặt sông. Ánh mắt Nam Thiên vô phương thoáng dừng lại trên người Thương Thục Thanh sau đó khóa chặt lấy quản phương Nghi, trong mắt dần dần có ánh nước. "Quận chúa, nàng đi vào đây một lát." Bên trong nhà kho truyền đến giọng nói Ngưu Hữu Đạo. Thương Thục Thanh nhìn người tới một chút và hiểu rõ mình nên tránh đi, lúc này mới khẽ gật đầu ra hiệu với y rồi bước nhanh vào bên trong nhà kho, đứng ở bên cạnh Ngưu Hữu Đạo cùng những người khác chờ động tĩnh bên ngoài. Trên sân phơi rất yên tĩnh, nước sông dập dần, cỏ lau theo gió lên xuống cuối cùng vẫn là nam thiên vô phương phá tan sự yên tĩnh đầy khổ sở nói phương nghi quản phương nghi bỗng nhiên quay đầu không hề khách sáo mà cắt ngang ngươi là ai à nam thiên vô phương nghẹn lời bàn tay nặng tựa nghìn cân chậm rãi giơ lên nắm lấy cái mặt giả và chậm rãi kéo xuống lộ ra gương mặt của nàng nhìn thấy gương mặt này mặc dù nhiều tang thương nhưng thật sự là gương mặt trong ký ức quản phương nghi cảm giác như tim muốn vỡ ra nên bước tới hai bước và vung tay tắt mạnh vút nam thiên vô phương hơi lảo đảo bên khóe miệng có vết máu chảy ra y quay đầu lại nhìn người trước mắt đang tức giận tới mức ngực không ngừng phập phồng lên xuống gấp gáp miễn cưỡng cười phương nhi bốp không để cho y nói cho hết lời quản phương nhi đã lại vung tay tắt phát nữa người tính là gì mà cũng xứng gọi tên ta chứ bốp lại là một cái tát nữa ta quen biết với ngươi sao càng đánh càng mạnh càng lúc càng khó kìm chế được cảm xúc của mình nhưng quản phương nhi liên tục ra tay mà nam thiên vô phương không có bất kỳ kháng cự nào Cuối cùng rầm một tiếng, quản Phương Nghi quá kích động đã ra tay nặng, đánh cho Nam Thiên vô phương bay ra ngoài, người rơi vào trong bãi cỏ lau. Quản Phương Nghi lao vọt vào và kéo người ra lại điên cuồng hành hạ. Bên trong nhà kho, Triệu Hùng Ca cuối cùng không nhịn được nữa, muốn ra tay ngăn lại. Nào ngờ hắn ta vừa động, Viên Cương đột nhiên nắm lấy cánh tay của hắn ta. Triệu Hùng Ca chợt quay đầu và thi pháp phân cao thấp, đúng lúc phát hiện Viên Cương dùng sức rất lớn, cuối cùng làm cho hắn ta khó có thể thoát thân người có thể có sức đánh với thánh la sát giờ đánh với hắn ta tất nhiên không thành vấn đề buông tay triệu hùng ca tức giận vù viên cương vung tay rút đao lưỡi đao của tam hống đao gác ở trên cổ của hắn ta ngươi có thể thử xem ngươi triệu hùng ca thiếu chút nữa thì tức giận cười ngược hắn ta quay đầu nhìn về phía ngưu hữu đạo người bảo ta đưa người đến để làm như vậy sao đây tính là chuyện gì chứ còn chưa nghe được câu trả lời lại nghe phía sau cửa có tiếng kêu lên hồng nương nàng căn bản không biết mấy năm nay y trải qua chuyện gì nếu muốn giết y có phải cũng nên nghe y giải thích hay không nàng thậm chí không cho y có cơ hội nói chuyện thì sẽ phải hối hận đấy quản phương nghi đã dừng tay thì pháp đứng ở trên mặt sông nhìn máu loãng nhuộm đỏ dưới chân nhìn gương mặt không hề cử động kia đang dần dần chìm vào đáy sông dần dần biến mất khỏi tầm mắt nghiêu hữu đạo nghiêng đầu ra hiệu cho viên cương viên cương buông lỏng thanh đao gác ở trên cổ triệu hùng ca và cũng thả hắn ta ra Triệu Hùng ca vội vàng lao ra khỏi cửa nhưng không thấy bóng dáng của Nam Thiên vô phương đâu. Hắn ta lao đến bên cạnh quản phương nghi, thấy máu loãng dưới chân nàng thì vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng lặn xuống dưới nước. Giao giao, hắn ta nhanh chóng rẽ nước, bế Nam Thiên vô phương không biết sống chết lên và lao vào bên trong nhà kho, tìm một nơi bằng phẳng để đặt người, sau đó lại đút thiên tế đan, vội vàng thi pháp cứu chữa. Như Hữu đạo quay đầu nhìn, thấy bộ dạng triệu hùng ca gấp gáp như vậy thì chỉ sợ nam thiên vô phương không chết cũng bị đánh cho thương nặng. Bên trong nhà kho, mông sơn minh và thương triều tông nhìn thấy cả quá trình nhưng không biết sốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Quản phương nghi mất hồn mất phía trở lại sân phơi và đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất, nhớ tới những chuyện trước kia, nhớ tới những gì mình phải trải qua thì không nhịn được mà khe khẽ khóc, cuối cùng nằm sấp ở trên sân phơi và gào khóc, khóc đến xé tim xé phổi. Thương Thục Thanh muốn đi ra ngoài an ủi nhưng Nghiêu Hữu Đạo do tay ngăn cản và nhìn nàng lắc đầu. Bởi vậy nàng đành phải thôi, viên cương xoay người rời đi, Lữ Vô Song đi tới, nghe được tiếng khóc đau lòng ở phía bên ngoài thì không hiểu nói chuyện gì xảy ra vậy. Nghiêu Hữu Đạo nhìn nàng rồi lại nhìn Thương Thục Thanh hỏi, nàng muốn biết à? Thương Thục Thanh thật sự muốn biết chuyện gì xảy ra nhưng không biết mình có nên hỏi hay không. Nghiêu Hữu Đạo không làm cho nàng khó xử, người bị đánh là tả sứ của ma giáo Nam Thiên Vô Phương, là người đàn ông đầu tiên của Hồng Nương. Sau đó, y lại mất tích, Hồng Nương chính vì đi tìm y mới rơi vào Tề Kinh, bất đắc dĩ mới có tên là Hồng Nương Tề Kinh nổi tiếng khắp thiên hạ. Năm đó, Nam Thiên Vô Phương chắc còn chưa phải là tả sứ của Ma Giáo, y nhận lệnh của Thánh Nữ Ma Giáo, bí mật tìm kiếm Thánh Nữ Ma Giáo đời tiếp theo. Sở dĩ Thánh Nữ Ma Giáo sắp xếp như vậy là bởi vì phát hiện ra ô thường không bỏ qua cho nàng. Kết quả đúng là như thế, chương 2305 bắt đầu. Cuối cùng Nam Thiên vô phương tìm được Hồng Nương, Hồng Nương là người thừa kế phù hợp với điều kiện của Thánh Nữ, nhưng Nam Thiên vô phương thích nàng, Hồng Nương cũng thích hy nên hai người đã phát sinh quan hệ Nam Nữ. Nam Thiên vô phương biết số phận cuối cùng của Hồng Nương sau khi trở thành Thánh Nữ Ma Giáo sẽ thế nào, sợ rằng sẽ không thoát khỏi bàn tay của ô thường. Một đoạn chuyện cũng được nói ra, hai nàng nghe xong hết sức kinh ngạc, Hồng Nương tề kinh nổi tiếng khắp thiên hạ lại đáng lẽ là Thánh Nữ Ma Giáo à. Lữ vô song im lặng một lát nói, nói cách khác, thánh nữ ma giáo thân thiết với triệu hùng ca đã đi chịu chết thay cho hồng nương sao? Như hữu đạo từ chối cho ý kiến, có một số việc hắn cũng không nói rõ được. Nếu như hồng nương thành thánh nữ ma giáo, không ai có thể bảo đảm nàng có bước đúng bước chân của thánh nữ đi trước hay không. Số phận của mỗi người khác nhau, không ai có thể kết luận được. Nhưng nam thiên vô phương làm hại quản phương nhi rơi vào trong phong trần mà chỉ nghĩ tới đã thấy kinh hãi, điều này lại là sự thật. Nhưng tất cả những gì Nam Thiên Vô Phương làm là vì bảo vệ mạng sống cho quản phương nghi, điều này là đúng hay sai thì ai có thể nói rõ được. Nghiêu hiểu đạo, rất nhiều chuyện không có đúng hay sai. Đúng và sai phải xem người trong cuộc nghĩ thế nào, nghĩ đúng thì là đúng, trong lòng luẩn quẩn chính là sai. Hắn hất cầm về phía Nam Thiên Vô Phương đang được cứu, nữ nhân các nàng dễ nói chuyện với nhau hơn. Nếu như y được cứu sống, các nàng lại nói chuyện này cho Hồng Nương nghe. Nếu như y không sống thì các nàng lại phải cắn nát chuyện này ở trong bụng, tốt nhất không nên nói cho Hồng Nương biết. Lữ vô song lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, sao người không sớm nói cho Hồng Nương biết. Người đã bị Hồng Nương đánh cho không biết sống chết thế nào, người mới nói chuyện này. Nếu Hồng Nương còn tình cảm với hắn thì sẽ tự mình nương tay, sẽ không nặng tay, y tất nhiên không chết được. Nếu như nàng hận muốn giết y và thật sự giết chết y, vậy cần gì phải làm cho Hồng Nương rơi vào tình thế khó xử chịu sự dày vò, Chuyện kéo dài nhiều năm như vậy có gì để dây dưa chứ? Cũng nên có một kết cục rồi, chẳng lẽ còn muốn cho Hồng Nương tiếp tục giàu dĩ vì chuyện này sao? Khi chặt không đứt ngược lại còn bị nó làm cho rối loạn, hoặc là để cho chuyện cũ theo gió bay đi, hoặc là thành toàn cho bọn họ. Ta là đang giúp Hồng Nương thôi, như hữu đạo ném lại một nói rồi xoay người cầm kiếm rời đi. Lữ vô song nghẹn lời nhìn theo, cuối cùng chậm rãi nhìn về phía thương thục thanh, quận chúa, người như thế, nàng cần phải suy nghĩ kỹ xem có muốn ở cùng hay không đấy. Thương Thục Thanh rất bất đắc dĩ, tại sao lại kéo tới trên đầu nàng rồi. Hai người ngược lại không quan tâm quản phương nghi đang khóc ở bên ngoài mà chạy tới bên cạnh Triệu Hùng Ca, chờ xem sau khi cứu chữa, tình hình của Nam Thiên Vô Phương sẽ thế nào. Bây giờ hai người đã biết rõ ý của Ngưu Hữu Đạo, nếu người này không chết đã chứng tỏ Quản Phương Nhi không thể quên được y, như vậy Quản Phương Nhi đã chút được cơn giận lại được biết ban đầu y làm vậy là để bảo vệ nàng, sau khi trải qua một lần này, sợ rằng bọn họ thật sự sẽ trở lại bên cạnh nhau. Lúc này, hai nàng thật ra rất hy vọng Nam Thiên vô phương vẫn có thể sống được. Nên tới thì cuối cùng vẫn tới. Cung Lâm Sách, Văn Hoa, Tây Hải Đường, Yến Trục Thiên đang ẩn nấp thì nhận được lời kêu gọi, tất cả đều lần lượt chạy đến, gặp mặt ở nhà kho bên này. Một đám người tập trung lại bàn bạc rất lâu mới thống nhất ý kiến. Cung Lâm Sách có chút lo lắng, chỉ sợ là uổng công bận rộn thôi. Ô thường có thể chủ động tìm tới sao? nghiêu hữu đạo hắn ta không có lựa chọn nào khác nếu hắn ta không tới ta cam tâm tình nguyện để cho hắn ta tiếp tục kéo dài thời gian ngày hôm sau khi tất cả đều được chuẩn bị thỏa đáng cả nhóm đều thay trang phục của binh sĩ và áp tải đoàn xe xuất phát khí thế trong thiên hạ không ngừng tăng lên dưới sự kêu gọi của bên phía nghiêu hữu đạo đám người nước hàn đang hỗn loạn đã xuất hiện và chuẩn bị chiến đấu đám người nước yến cũng vậy nước tống cũng đang trắng trận tập trung quân đội tiến về phía tây ngược lại thế tấn công của nước tấn bắt đầu chậm lại, vì phía sau xảy ra loạn lớn. Tân đô nước tấn bị người không rõ thân phận tập kích, không ngừng có người đánh lén quan lớn trong triều đình nước tấn, làm cho các quan trong triều đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, tiếp viện phía sau của quân tấn cũng liên tục bị tập kích, khó có thể đề phòng được. Người của phiếu miều các và thiên ma thánh địa đều đã tìm đến trong đại quân của nước tấn, ô thường chẳng khác nào đã buông tha việc khống chế thánh cảnh. Hắn ta không buông tha cũng không được, muốn khống chế cũng không nắm được, Thế lực phản đối trốn ở bên trong thánh cảnh còn lớn hơn thế lực của hắn ta ở bên kia, hậu quả của việc rút lui chậm thế nào thì có thể tưởng tượng được. Còn có các tu sĩ trong Tiền Trang Thiên Hạ trải rộng các nơi đều bị triệu tập vào trong đại quân của nước Tấn để chuẩn bị chiến đấu. Gần như tất cả thế lực trên tay Ô thường tập trung vào trong đại quân của nước Tấn để chuẩn bị chiến đấu. Con đường và mạng lưới của Tiền Trang Thiên Hạ vừa tan vỡ đã ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, làm cả thiên hạ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Bên trong đại doanh quân Tấn Thái Thúc Hùng đứng ở cửa lều, vẻ mặt thâm trầm. Bên cạnh là Thái Thúc Phi Hoa trưởng môn khí Vân tông cũng có vẻ mặt khó coi. Hai người đều nhìn chằm chằm vào người đứng trên trạm gác phía xa. Thái Thúc Hùng đột nhiên khẽ nói, dùng cách này để giết kim tước, thật sự quá ngu xuẩn. Một khi trở mặt, bây giờ tất cả giới tu hành gần như đều cùng tấn công, đều tập trung về phía bên này. Xung quanh có những kẻ trốn trong bóng tối đang theo dõi. Bây giờ chỉ cần người của hắn ta dám nấp ở đây thì căn bản không dám đi ra ngoài vừa ra ngoài đã bị giết cứ làm tiếp như vậy hắn ta cũng sẽ trở thành lưu manh mất bây giờ đám người kia nấp ở trong bóng tối phát ra khẩu hiệu làm người của nước hàn yến tống tập kết mà không hề sợ hãi ngay cả chính hắn ta cũng bị ghim chặt ở nơi đây không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ cần hắn ta vừa rời khỏi tu sĩ nguyên anh kỳ của quân địch rất có thể sẽ đánh lén bên này trong chúng ta có ai có thể ngăn cản được chứ thiên hạ đã hoàn toàn mất khống chế rồi hắn ta cũng không khống chế nổi thái thúc phi hoa hắn cũng không có lựa chọn nào khác lam đạo lâm và đốc vô hư vừa chết đám thế lực ẩn nấp kia rõ ràng lại muốn đối phó với hắn ta hắn ta làm sao có thể để cho đối phương âm thầm chuẩn bị được dĩ nhiên là phải chủ động thôi thái thúc hùng trước khi nắm chắc giải quyết những người này đốc vô hư và lam đạo lâm rõ ràng đứng cùng phe với hắn ta sao hắn ta có thể liên thủ với những người này đối phó bọn họ chứ liên thủ thì cũng thôi vì sao khí vân tông còn thả cho những người này chạy được bây giờ trái lại muốn tìm những người này đây không phải là vô nghĩa sao thái thúc phi hoa không biết hắn ta rốt cuộc suy nghĩ như thế nào nói chung bây giờ chúng ta bị hắn ta lôi vào đã không xuống thuyền được nữa chỉ có thể hy vọng hắn ta thắng thôi một hắn ta khi thua những tu sĩ nguyên anh kỳ ẩn nấp trong bóng tối kia tất nhiên sẽ muốn đối phó với chúng ta chúng ta căn bản không ngăn cản được thái thúc hùng bực bội kêu lên nếu ta là thì dứt khoát trốn trong bóng tối đấu với nhóm người kia. Như vậy tất cả mọi người đều bất việc, làm thành như vậy, hai bên đều có vũ lực trí mạng uy hiếp phá hủy lực lượng nòng cốt trong đại quân, vậy cuộc chiến này còn đánh thế nào nữa? Thái thúc phi hoa, người nói nhẹ rồi, bây giờ hắn ta có vũ lực đứng đầu, không đến mức hoàn toàn bó tay không làm gì được, sao có thể cam tâm trốn trong bóng tối chứ? Trường 2306, không người nào địch nổi một. Đúng lúc này, đào lược bước tới, vội vàng báo cáo bệ hạ thám tử hắc thủy đài phát hiện ra tung tích của thương triều tông và mông sơn minh thái thúc hùng a một tiếng vội vàng cầm mật báo và cùng thái thúc phi hoa kiểm tra sau khi xem xong thái thúc hùng hỏi làm thế nào ánh mắt thái thúc phi hoa nhìn về phía vị trí trạm canh gác hỏi đào lược bên kia nhận được tin tức chưa đào lược trả lời hắc thạch trưởng lão đã cầm một phần qua rồi thái thúc phi hoa than thở vậy hãy để cho người kia tự mình xem rồi làm trên trạm canh gác ô thường cuốn người trong một chiếc áo trùm màu đen. Hắc thạch bay lên và hạ xuống chạm canh gác bẩm báo, thánh tôn, thám tử hắc thủy đài đã tìm được tung tích của thương triều tông. Ô thường thò tay ra khỏi áo trùm và nhận mật báo kiểm tra, xem xong mới hỏi tin tức có đáng tin không. Hắc thạch do so dự một lát, không biết có đáng tin không, nhưng chắc sẽ không giả được. Y cũng thấy bất đắc dĩ, con đường tin tức của phiếu miểu các đã tan vỡ, bây giờ chỉ có thể dựa vào hắc thủy đài nước tấn và thám tử quân tình tới tìm hiểu điều tra tin tức. Ô thường, bảo người của Hắc Thủy Đài chuẩn bị tiếp ứng và chỉ dẫn, ta tự mình đi một chuyến. Hắc Thạch do dự nói, Thánh Tôn, liệu có thể có cảm bẫy hay không? Bây giờ, đối phương rõ ràng muốn nhầm vào ô thường, bất kỳ dấu hiệu gì cũng có thể là cái bẫy nhầm vào hắn ta. Có cảm bẫy, con mắt bị mũ vải che hết nửa nhìn ra phía xa. Chuyện đến mức này thì chỉ có thể chơi đến cùng với Sơn Trang Mao Lư. Những tu sĩ nguyên anh kỳ đối phương của có thể xuất kích xung quanh lại có nghĩa là trên cục diện thì hắn ta đã thua, thế đã không còn ở bên phía hắn ta nữa, cho dù có cạm bẫy thì hắn cũng phải đối mặt. Ô thường chậm rãi nói, nếu thật sự có cạm bẫy thì không sẽ không để lộ tung tích vào lúc này mà có thể đợi đến khi đại quân tập kết xong đã. Hắc Thạch không thể không nhắc nhở, Thánh Tôn, nếu Hắc Ly nói có cạm bẫy, vậy chuyện của Thánh La Sát và La Phương Phỉ cũng có thể là giả, không thể tùy tiện xông vào nguy hiểm được. Ô thường, nếu thật sự có thực lực đó, bọn họ còn phải trốn trốn tránh tránh sao? Bọn họ chỉ cần trực tiếp tìm tới cửa là được rồi ta đang muốn thử xem bọn họ sâu cạn thế nào. Ngươi yên tâm, cho dù có chuyện thì ta muốn thoát thân, bọn họ cũng không ngăn cản được ta. Thấy hắn ta đã quyết định, hắc thạch không tiện nói gì thêm nên chỉ có thể nói được. Trấn nhỏ này lại một chấn bỏ hoang vì dân chúng sợ chiến sự lây lan tới. Một ngọn núi cách đó ba dặm, ô thường mặc áo trùm đầu chậm rãi đi lên, đứng ở phía trên đó và nhìn về phía xa. Một thám tử hắc thủy đài mặc trang phục nông phu đi theo phía sau, Giờ ngón tay chỉ đường, chúng ta theo dõi đến đây thì thấy bọn họ ở lại trong trấn nghỉ ngơi dưỡng sức. Ô thường nhìn một lượt rồi chậm rãi nói, ra tay đi. Vâng, thám tử hắc thủy đài nhận lệnh nhanh chóng rời đi, chờ lát sau, trong không trung phía xa có hơn 10 con phi cầm tỏa kỵ bay tới. Ô thường bước nhanh xuống khỏi sườn núi, đi về phía trấn nhỏ trước mặt. Khi hơn 10 con phi cầm tỏa kỵ lướt qua không trung của trấn nhỏ, hơn 10 người từ trên cao hạ xuống, lao thẳng tới trấn nhỏ. Trong phút chốc, tiếng đánh nhau ác liệt vang lên trong căn phòng ở một góc hẻo lánh của trấn nhỏ như hữu đạo nhìn ra ngoài cửa sổ lại còn dẫn theo người giúp đỡ tới giò đường xem ra ô thường cũng không to gan như vậy hắn quay đầu nhìn về phía thương thục thanh bên cạnh chắc hẳn ô thường tới rồi có lẽ đang ở gần đây bắt đầu rồi nàng có sợ không đối với thương thục thanh chín thánh đều là nhân vật giống như thần trong truyền thuyết chống lại người như thế nàng sao có thể không sợ gì được Ít nhất lúc này trong mắt nàng đầy khẩn trương nhưng vẫn lắc đầu nói, không sợ. Như hiểu đạo nhìn ra được sự khẩn trương của nàng nhưng chỉ mỉm cười, không nói gì tăng thêm áp lực cho nàng nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào động tĩnh tranh đấu ở trong chấn. Vân cơ và quản phương nghi đã ở hai bên, chỉ là bây giờ trong mắt quản phương nghi không còn vẻ quyến rũ trước đó, ngược lại có phần buồn bã và vô tình. Ngay cả vân cơ cũng có chút khẩn trương. Ngược lại hình như quản phương nghi hoàn toàn không bị ô thường làm ảnh hưởng gì, im lặng một cách hiếm thấy. Sau lưng bọn họ có một lối vào mật đạo đã chuẩn bị xong trước đó. Ngân Nhi đang ở trong, mê man ở trên một cái bàn, trên mặt mơ hồ có một dấu vết màu trắng bạc. Như hữu đạo đã có một thời gian không tiến hành hóa giải yêu lực dị trùng trong cơ thể nàng, chỉ là khống chế làm cho Ngân Nhi bước vào danh giới hóa thân yêu ma. Những tiếng nổ mạnh của cuộc tranh đấu kết thúc rất nhanh có đám người nguyên tòng ra tay, dễ dàng khiến cho hơn 10 người đánh lén nằm ngổn ngang. Bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ, phần lớn dã chết, chỉ có một số ít nhanh chóng thoát đi. Còn có ngựa bị hoảng sợ từ trong trấn chạy ra, có vài còn thậm chí còn kéo theo chiếc xe. Đám người nguyên tòng không đuổi theo mà đứng ở trên nóc nhà nhìn về phía cánh đồng bát ngát, nhìn thấy một người mặc áo trùm đen đi tới, nhìn như không nhanh không chậm nhưng thật ra thoáng lóe lên đã thấy tới gần, giống như xúc địa thành thốn vậy. Các người đi trước đi, viên cương đứng ở trên đường phố vung đao ra hiệu cho một đám vệ binh đang khiếp sợ đám vệ binh đi theo áp tải xe lập tức nhanh chân rời đi vội vàng chạy ra bên ngoài trấn nhỏ ngoài trấn ô thường vẫn không nhanh không chậm đi về phía trước nhìn thấy đám thủ hạ nhanh chóng bị thua chạy vọt ra đã xác nhận suy đoán của hắn ta hắn ta để cho những người này ra tay trước chính là muốn biết đám người kia có ở đây hay không để xem xét tình hình mới đưa ra quyết định một người chạy trốn vào đến bên cạnh ô thường khủng hoảng bẩm báo thánh tôn thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Ô thường không để ý đến y mà đột nhiên lắc mình ra, lập tức xông vào chấn nhỏ và hạ xuống móc một căn nhà. Viên cương nhảy một bước cũng hạ vào trên một nóc nhà, rơi vào vị trí đối diện với ô thường, giữa hai người cách một con đường. Xung quanh lần lượt lại có người xuất hiện ở trên nóc nhà, hiện ra tình trạng bao vây ô thường. Viên cương, Nguyên Tòng, Trư Cát Trì, Cung Lâm Sách, Yến Trục Thiên, Văn Hoa, Tây Hải Đường, Côn Lâm Thụ, Vương Tôn, triệu hùng ca, ngao phong đều xuất hiện. Ô Thường ở giữa đám người lại không hề khiếp sợ, thậm chí không hề có ý định thoát đi. Quả nhiên tất cả đều ở trong này, Ô Thường chậm rãi giơ tay lên vén mũ và lộ ra gương mặt với mái tóc dài tung bay theo gió, hắn lạnh lùng nhìn xung quanh, 11 người, lá gan của các ngươi không nhỏ đâu. Chỉ dựa vào các ngươi còn chưa đủ tư cách, còn ai nữa không, sao Thánh La Sát và La Phương Phỉ không tới? Phần lớn những người ở đây, hắn ta căn bản không để vào mắt cũng không cho rằng có thể giết sạch không chừa một tên. những kẻ tới chỉ có mấy mục tiêu phải giết, người đứng đầu chính côn lâm thụ, thứ hai mới là thánh la sát và la phương phỉ, viên cương trái lại xếp cuối cùng. chỉ cần giết mấy người này, những người khác không đáng để lo lắng nữa. mà đến tình cảnh này, hắn ta không tiếc tự mình lộ diện xông tới, một động cơ trong đó chính là tự mình đến thử xem sâu cạn của những người này. còn chưa thấy thánh la sát và la phương phỉ xuất hiện, trong lòng hắn ta cũng càng thêm nắm chắc xem ra thánh la sát và cái kia la phương phỉ thật sự tồn tại vấn đề gì đó. Đây là điều trước đây hắn ta vẫn nghi ngờ, hắn ta rõ ràng vẫn ở quân tấn, sau khi loại bỏ lam đạo lâm và đốc vô hư, những người này vẫn trốn trốn tránh tránh, không dám tìm tới. Bây giờ hắn ta càng xác nhận, một thánh la sát có thể thiếu chút nữa bị một đám lính tôm tướng cua thu thập, chuyện này là bình thường sao? chương 2307, không người nào địch nổi thai. La Phương phỉ đột nhiên biến thân thành hồ yêu, không chừng đã có vấn đề gì rồi nếu đúng là vậy hình như cũng không tính là chuyện gì xấu cả có chúng ta là đủ rồi viên cương giơ tay lên và kéo mặt giả trên mặt xuống lộ ra mặt thật ô thường căn bản không để ý tới y khi hắn ta ở khí vân tông đã từng suy nghĩ về trình độ của y còn có côn lâm thụ chư cát trì nguyên tòng ngao phong và vương tôn ở bên trong vô biên ma vực của hắn ta bị hắn suy đoán sâu cạn trong mắt hắn ta chư cát trì nguyên tòng ngao phong và vương tôn căn bản không gây ra uy hiếp gì ánh mắt hắn ta nhìn lướt qua và tập trung trên mặt một người vừa tháo xuống mặt nạ xuống ý chí chiến đấu của côn lâm thụ dâng trào vui vẻ dùng một tay tháo mặt nạ xuống và nhìn chằm chằm vào đối phương ô thường côn lâm thụ hắn chưa từng gặp ngao phong vương tôn và côn lâm thụ nên không phân biệt được chỉ có thể phán đoán dựa vào thân hình của côn lâm thụ vù trên người côn lâm thụ bốc lên một ngọn lửa xem như câu trả lời ô thường khẽ gật đầu rất tốt ánh mắt hắn ta bỗng liếc qua và nhìn chầm chầm về phía một người khác vừa tháo mặt nạ xuống. Hắn ta không xa lạ gì người này, đó chính là Triệu Hùng Ca. Hắn ta không khỏi hừ lạnh, người cũng tới sao? Lần trước điều tra, người còn chưa đột phá đến Nguyên Anh Kỳ, giờ vừa đột phá, cần gì phải chạy đi tìm cái chết chứ? Triệu Hùng Ca vung tay ném mặt nạ xuống, cuối cùng lộ ra vẻ mặt bi thương căm phẫn đã cố giấu nhiều năm, chỉ vào hắn ta quát, ô thường, món nợ của thánh nữ, ta chờ nhiều năm như vậy, ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể kết thúc được rồi. Ô thường, một đôi cầu nam nữ không biết xấu hổ. Đường đường là thánh nữ ma giáo bị phá hỏng trinh tiết, làm trái với giáo quy, người còn có mặt mũi nhắc tới à. Bản thân ta là hữu lệnh ma giáo, quản lý hình phạt trong ma giáo, ta làm vậy có gì sai chứ? Ta để cho người sống đến bây giờ, người không biết cảm ơn, còn dám không biết tự lượng sức mình. Người muốn báo thù sao, cứ tới đi. Hắn ta vừa dứt lời thì đột nhiên lóe lên, không nhằm vào triệu hùng ca, cũng không nhằm vào viên cương, bởi vì cũng không dám trực tiếp xông tới đao trên tay viên cương. Hắn đã chứng kiến qua uy lực thanh đao của viên cương khi chém xuống nên không dám cứng rắn chống lại. Ô thường đột nhiên xông về phía côn lâm thụ, ong, ánh lửa phun ra bốn phía, trong ánh lửa côn lâm thụ lập tức hóa thân thành 10 người giống nhau như đúc. Cả nửa chấn nhỏ lập tức chìm vào biển lửa, thấy ô thường lao tới, cung lâm sách và tây hải đường không dám trực tiếp chặn đường, trái lại lắc mình tránh ra hai bên, nhường đường cho ô thường đánh về phía côn lâm thụ. Trong cửa sổ, Ngưu Hữu Đạo thấy vậy thì mí mắt giật loạn. Ô thường nhảy vào trong lửa, đột nhiên hai cánh tay đẩy ra, trên thân có xương mù màu đen phát ra giống như quái vật nghìn tay, mười mấy ma chảo đồng thời đánh về phía mười người côn lâm thụ khác nhau. Không quan tâm côn lâm thụ có thể biến ra bao nhiêu, hắn ta đều đồng thời quét ngang, có thể nói là đánh bất ngờ. Thủ pháp này lại giống như lúc ban đầu, khi trong giây lát hắn ta lấy đầu 10 vị tướng lĩnh bên trong đại doanh của kim Tước vậy. Nghiêu hữu đạo quan sát cuộc chiến, con người còn lại. Hắn từng hỏi Lữ Vô Song kỹ càng về ô thường, căn cứ vào tình hình do Lữ Vô Song cung cấp chưa bao giờ nhắc tới việc ô thường sử dụng thuật pháp này. Thấy tình hình không ổn, Nghiêu hữu đạo lập tức nói với Thương Thục Thanh, bắt đầu đi. Thương Thục Thanh gật đầu và nhắm hai mắt lại, trong miệng khẽ thì thầm, lòng tướng quân, đại quân ở đâu. Triệu Hùng Ca đã phóng lên cao, trong ngọn lửa cuồng bạo, mười mấy ma chảo cháy tí tách, rõ ràng chúng bị lửa thiêu đốt, nhưng ngọn lửa lại khó có thể thiêu đốt hủy diệt những ma chảo trong thời gian ngắn được. Ẩn thân trong huyễn thân, Côn Lâm Thụ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bị náo loạn tới chờ tay không kịp, hoảng hốt cùng đánh hai tay ra đỡ ma chảo, lập tức lộ ra chân thân. Dầm, ánh lửa dao động, Côn Lâm Thụ phun ra một búng máu và bay ngược lại, lập tức đụng sụp hơn 10 căn nhà. Đá gỗ sụp đổ bay loạn trong ánh lửa, tu vi thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, một bên hưởng thụ tài nguyên trong thiên hạ và tu hành nhiều năm, một bên chỉ mới bước qua bục cửa này không lâu đánh trung y vẫn không phải là bản tôn ô thường sau khi tìm được chân thân ô thường lập tức lao tới truy sát hàn quang vạn dặm một kiếm phá thành một thanh kiếm hổ phách cực lớn với màu đỏ như máu từ trên cao hạ xuống với thế như lôi đình vạn quân sung phong liều chết lại giống như một lưu tinh màu đỏ lao về phía mặt đất trong kiếm triệu hùng ca phát ra giọng nói hùng hồn cố ý thu hút sự chú ý của ô thường để giải vây cho côn lâm thụ ô thường đột nhiên xoay người ầm hai tay hắn ta vỗ một cái đã kẹp lấy kiếm phong cực lớn tuy là ô thường cũng bị lực công kích từ trên cao hạ xuống này làm cho rơi xuống đất nửa người dưới trôn dưới đất mặt đất xung quanh nứt ra sóng công kích mạnh mẽ đã dập tắt ngọn lửa đang bốc cháy trong trấn nhỏ và cũng làm đổ cả nửa thị trấn thanh đao đặt ngang trong tay toàn thân viên cương phát ra khi cơ chống đỡ ngọn lửa hắn quay đầu sang hai bên lửa đột nhiên tắt lịm gạch ngói vụn dưới chân y bay loạn người cũng theo những mảnh vỡ của các căn phòng đổ nát đang bay trong gió rơi xuống đất. Kiếm lớn phát ra ánh sáng sắc bén chỉ cách con nửa cánh tay là có thể phá ngực của ô thường, đúng lúc này lại bị ô thường khống chế được. Trong thanh kiếm hổ phách, triệu hùng ca lộ ra gương mặt dữ tợn, muốn dùng hết tu vi toàn thân để giết chết ô thường. Ở nơi hoang vắng bên ngoài trấn nhỏ không ngừng vang lên những tiếng ầm ầm, mặt đất ở bốn phương tám hướng nổ tung ra, hình thành từng hố đen, từng đường ánh sáng màu đỏ sẫm phóng lên cao đám quả tập hợp thành đàn giống như từng trận gió xoáy phá đất bay ra, giống như 10 cột trụ chống trời đâm thủng mặt đất. Ô thường đột nhiên quay đầu nhìn quanh, trên mặt lộ ra sự xúc động và buột miệng nói ra, nhà tương. Thấy ô thường bị triệu hùng ca đánh cho lún vào trong đất, nguyên tòng và chư cắt chỉ nhanh chóng lao ra, đồng thời nhân cơ hội đánh lén, tấn công về phía sau lưng ô thường. Mau tránh ra, triệu hùng ca giận dữ gầm thét lên, chỉ có bản thân y hiểu rõ ràng nhất, thế công của mình không có cách nào tiến thêm nữa, mình căn bản không vùi lấp được ô thường. Mà y còn nhìn thấy ô thường cười lạnh, ý thức được ô thường đang cố ý rằng co với mình. Đây là cảm bẫy, nhưng đã muộn rồi, hai cánh tay ô thường lật một cái, thanh kiếm hổ phách đỏ như máu giống như liền bị vặn nát. Kiếm lớn vỡ, đi, ô thường thuận thế đánh ra một trường, trong khí thế cuồng bạo. Thân hình triệu hùng ca có chút hỗn loạn bị một trường lực ở khoảng cách gần cách không đánh bay ngược về phía không trung phun máu. Ô thường đã giống như một làn khói nhẹ lướt ra. Từ trong hố có một đám xương mù màu đen lan ra, trong giây lát liền một bàn tay lớn bằng sương mù giống như kim cương đan với sương mù quấn quanh. Nguyên Tòng và Chư Cát chỉ hoảng hốt tránh ra hai bên nhưng vẫn bị mép bàn tay lớn đập bay, cả hai đều phun máu bay đi. Chỉ trong chớp mắt, trong 11 người, người đã bị ô thường đánh thương bốn người. như Hữu Đạo đứng trước cửa sổ quan sát cuộc chiến thấy vậy, ánh mắt lộ vẻ nghiêm trọng. Lần này ô thường tới đây, hình như thực lực đã vượt qua phán đoán của Lữ Vô Song. Trước đó hắn chắc chắn đã hỏi qua Lữ Vô Song về tranh lệch giữa hắn cùng những người này liên thủ. Quản Phương Nghi cuối cùng tập trung tinh thần vào trong cuộc chiến. Nàng cùng Vân Cơ đều kinh sợ, phát hiện gần như không người nào có thể đỡ được một đòn của ô Thường. Thương Thục Thanh thấy cảnh tượng có thể nói là long trời lở đất đối với nàng lại càng chấn động hơn. chương 2308, Quán Thể Đại Pháp Trong lòng đất của một sườn núi cách xa thị trấn, Thương Triều Tông, Mông Sơn Minh đều nhìn chằm chằm vào Lữ Vô Song, tất cả đều cảm nhận được động tính cực lớn do cuộc tranh đấu phát ra. Trên không trung của thị trấn, sương mù màu đen sông lên trời cao đột nhiên thu lại và bị hút vào trong một cơ thể. Ô thường hiện ra và di chuyển trên không trung. Khi phát hiện trời tối, hắn ta lạnh lẽo lao đi không dừng, nhanh chóng nhìn quanh. Thủ lĩnh nha tương xuất hiện đầu tiên, rút kiếm chỉ về phía ô thường, trong miệng phát ra tiếng ong ong. Rất nhiều nha tương nổ tung thành sương mù, hóa thành từng thiên binh thiên tướng giống như đạp trên mây đen, che phủ cả bầu trời phía trên chấn nhỏ khiến bầu trời chìm trong bóng tối. Trong ánh sáng mờ tối, nhà tường tập trung thành bầy lướt nhẹ trong không khí. Rất nhiều đôi mắt lóe ra ánh mắt màu đỏ yêu dị nhìn chăm chú tới, cho người ta một cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhà tường cuối cùng xuất hiện, rõ ràng đám người cung lâm sách có chút khiếp đảm cuối cùng cũng tìm được một chút chân an. Vừa rồi, bọn họ đều thấy được một đám người thoáng cái đã bị đánh thương, đây còn là liên thủ tấn công, phối hợp với nhau mà còn dưới tình huống không phải là một đòn cực mạnh của bản tôn ô thường, bằng không chỉ sợ bị đánh chúng sẽ rất khó lại đứng lên được. Ô thường cũng là người từng chế luyện qua nha tương nên liếc mắt là có thể nhìn ra thực lực của nha tương, từ mức độ ánh sáng màu đỏ quỷ dị trong mắt nha tương là có thể nhìn ra chúng vượt xa những con nha tương do hắn ta chế luyện qua, hẳn đã có thời gian rất dài rồi. Từ chiến giáp mặc trên người của một ít nha tương cũng có thể nhìn ra manh mối, hiển nhiên là thấm nhuần âm khí trong rất nhiều năm, ngay cả màu sắc chiến giáp đều trở nên âm u tản ra âm khí hắn ta liếc mắt nhìn chăm chú về phía triệu hùng ca theo bản năng cho rằng đó là kiệt tác triệu hùng ca ngoại trừ triệu hùng ca còn ai biết được phương pháp luyện chế những nha tương này chứ không ngờ chúng ở dưới mí mắt nhiều năm như vậy mình lại không thể phát hiện ra nhưng hắn ta tiếp tục nhìn quy mô của đám nha tương này tuyệt đối không có khả năng là do sức một mình triệu hùng ca có thể hoàn thành được không ngờ đám nha tương này mang theo tác phong của đội quân còn có vũ khí trên tay rõ ràng đều vũ khí trong quân. Trong đầu ô thường bỗng nhiên hiện lên lời đồn đại 10 vạn nha tương năm đó. Dưới sự đốc thúc của Ngưu Hữu Đạo, Thương Thục Thanh nhắm mắt suy nghĩ, trong miệng thì thầm gì. Thủ lĩnh nha tương vung kiếm chỉ về phía ô thường, trong miệng phát ra tiếng ong ong. Tiếng ong ong chấn động trời cao, hình như muốn nhấn chìm tất cả, còn có sát khí trùng thiên hình như muốn phá sập tất cả. Tất cả nha tương kêu gào và không ngừng bay tới giống như ngàn quân vạn mã xung phong, Âm thanh như tiếng núi kêu biển gào sông về phía Ô Thường, khí thế mãnh mẽ, mẽ tới mức chấn động lòng người. Gương mặt Ô Thường có chút vặn vẹo, chợt quay đầu nhìn về phía mặt đất, thấy Côn Lâm Thụ đang giơ tay lên lau vết máu bên khóe miệng. Hắn ta chỉ thấy một bóng người nhảy đến bên cạnh Côn Lâm Thụ. Đó không phải là ai khác, chính là Viên Cương, Viên Cương vung tam hống đao lên và chỉ về phía Ô Thường trong không trung. Y là người có đầy đủ năng lực chiến thuật phân biệt nhất định khi khí vân tông phát hiện mục tiêu ô thường ra tay chủ yếu nhằm vào côn lâm thụ lần này phát hiện đối tượng ô thường tập kích đầu tiên lại là côn lâm thụ bọn họ đã ý thức được ô thường có ý định nhằm vào côn lâm thụ nên chạy đến giúp đỡ trước y dơ đao chỉ tới như đang khiêu khích người có dám đỡ một đao của ta không ô thường hiểu rõ hắn ta lấy vô biên ma vực trợ giúp đám người kia loại bỏ lam đạo lâm và đốc vô hư bây giờ những người này lấy ra đám quả kéo chân hắn ta không cho hắn ta thoát thân muốn tạo cơ hội cho viên cương xuất đao với mình trước đó hắn ta còn không nghĩ ra nếu đây thật sự là cạm bẫy vì sao không thấy thánh la sát và la phương phỉ không có hai người kia giúp đỡ dựa vào những người này làm sao có thể giết được mình bây giờ hắn ta đã hiểu rõ hóa ra chỗ dựa của bọn họ là rất nhiều nha tương này bởi vậy hắn ta cũng xác định được thánh la sát và la phương phỉ thật sự tồn tại vấn đề không có trong danh sách ra tay với hắn bên dưới nhà tương mãnh liệt lao tới cũng che phủ viên cương và côn lâm thụ Ô thường gặp trở ngại một lúc lại xác nhận tình thế, viên cương và côn lâm thụ đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn ta, nhà tương che đi tầm mắt của hai bên. Ô thường không vội vàng thoát đi, không giết mấy con, hắn ta còn không biết thực lực của đám nha tương này thì sao có thể cam tâm rời đi được. Rất nhiều đau thương mang theo tiếng xé gió lao đến, ô thường nhanh chóng ra trường liên tục, uy lực của mỗi trường uy lại làm cho mấy chục con nha tương vỡ ra thành làn khói, vũ khí áo giáp các loại rơi xuống vừa giao đấu trong lòng hắn ta đã thấy vững tin dựa vào thực lực của hắn ta cũng không khó xử lý những nha tương này nhưng những nha tương này không sợ chết không ngừng sung phong liều chết hoàn toàn không có ý dừng lại lúc này hắn ta nhanh chóng dùng trưởng đánh bay một mảnh vội vàng xông về phía mặt đất đến mặt đất hắn ta phát hiện xung quanh vẫn là nha tương xông tới phía trước làm sao còn có thể nhìn thấy bóng người nữa đối mặt với sức tấn công giống như thủy triều Ô thường điên cuồng đánh giết làm rất nhiều nha tương cũng rất khó tới gần được người hắn ta. Biết được ý định của quân địch, hắn ta cũng không chạy loạn mà cảnh giác cao độ quan sát xung quanh. Khi thấy trên thân nha tương có âm khí tản ra, ô thường đang điên cuồng đánh giết, ánh mắt chợt lộ ra sự sốt ruột lóe lóe, đột nhiên hai vai hắn ta run lên, phát ra ma khí cuồn cuộn muốn mượn xung quanh âm khí xung quanh che giấu, lặng lẽ tản ra xung quanh. Hắn ta lặng lẽ bố trí một mảnh ma vụ phạm vi nhỏ ở xung quanh để cảm nhận thành viên quân địch tới gần. Ở đây không dùng được vô biên ma vực, bởi vì nha tương quá nhiều, tràn ngập ở trong ma vực khiến cho hắn ta không có cách nào vận dụng vô biên ma vực. Hắn ta cố ý đứng tại chỗ không ngừng chém giết, phát ra động tĩnh mãnh liệt với ý định thu hút viên cương đột kích. Vân cơ và quản phương nghi thi pháp khiến cho căn nhà ổn định không đổ. Nhìn nha tương ngoài cửa sổ không ngừng gây rối, như hữu đạo nghiêng tai lắng nghe động tĩnh. Đột nhiên có liên tiếp mấy người xông vào, ngoại trừ viên cương và côn lâm thụ, quy mô nhà tương yểm hộ giống nhau nên những người khác tất nhiên đều lần lượt tìm về bên cạnh nghiêu hữu đạo bọn họ vốn đã biết được vị trí nghiêu hữu đạo đang trốn nghiêu hữu đạo trầm giọng nói các ngươi chạy tới đây làm gì cung lâm sách lắc đầu dựa vào thực lực của chúng ta căn bản không ngăn cản được ô thường nghiêu hữu đạo vừa nghe lại nổi giận các ngươi chính là liên thủ như vậy sao hắn nhìn chằm chằm vào mấy người không dám ra tay kia tây hải đường trầm giọng nói nghiêu hữu đạo không phải chúng ta không muốn cố gắng hết sức Thực lực của Ô Thường căn bản không phải như ngươi nói. Bọn họ thậm chí không đỡ nổi một đòn của Ô Thường. Ngươi thấy, cho dù chúng ta xen lẫn ở trong nha tương, có thể ngăn cản Ô Thường tới lui tự nhiên sao? Chúng ta xông lên ngăn cản thì có khác gì chịu chết chứ? Triệu Hùng ca trầm giọng nói, chúng ta thật sự không ngăn cản được, thực lực của Ô Thường mạnh hơn phán đoán của ngươi, nếu cứng rắn xông tới chính là chịu chết. Chúng ta phải nghĩ cách khác. Nguyên Tòng cũng lặng lẽ gật đầu, một đòn tùy tiện của hắn ta lại đánh cho chúng ta bị thương rồi. Thực lực của hắn ta đúng là mạnh hơn nhiều so với những gì ngươi nói. Nghiêu hữu đạo nhíu mày, trước đó hắn quan sát cuộc chiến cũng cảm giác không bình thường. Khóe miệng chưa cắt chỉ hiện ra vết máu nói, chuyện này thật sự có chút kỳ lạ. chương 2309, vừa sợ vừa giật một. Trước đây ta và Triệu Đính chịu trách nhiệm chắp đầu, ô thường ở ven hồ đánh bất ngờ, ta và ô thường đã trực tiếp giao đấu, ta thực sự không phải là đối thủ của hắn, nhưng lúc đó ta tối thiểu còn có thể đánh được với hắn ta mấy chiêu, không đến mức tệ như vậy. Nghiêu hiểu đạo, ý của ngươi là trước đó hắn ta đã che giấu thực lực sao? Chưa cát chỉ lắc đầu, không giống. Lúc hắn ta bắt ta, ta từng liều mạng thi pháp phản kháng. Pháp lực hai bên giao hòa phân cao thấp, căn cơ pháp lực của hắn ta hình như không hùng hậu như vậy, ngược lại giống như là đột nhiên tăng vọt. Nguyên Tòng, làm gì có chuyện tu vi đột nhiên tăng vọt chứ? nhưng đúng là có chút kỳ lạ. Khi ở khí vân tông, hắn ta muốn giết côn lâm thụ, lần đó côn lâm thụ sử dụng hỏa độn đã dễ dàng thoát thân, mà lần này, hắn ta một lần hành động lại phá được hỏa độn của côn lâm thụ, đánh cho côn lâm thụ trở tay không kịp. Triệu Hùng Ca và Nghiêu Hữu Đạo đều nhíu chân mày, ánh mắt hai người gặp nhau và cùng lúc nói ra một câu quán thể đại pháp. Cái gì mà quán thể đại pháp? Mọi người đồng thời nhìn về phía hai người. Hai người không giải thích, không có nói tới ma điển những người khác không biết nhưng hai người bọn họ đã xem qua ma điển lại hiểu rõ đây là một môn tà thuật được ghi lại ở trên ma điển một người rót tu vi của mình cho người khác triệu hùng ca lĩnh hội qua thuật pháp này năm đó triệu hùng ca còn trẻ tu vi còn chưa cao như lúc này thánh nữ ma giáo từng lấy quán thể đại pháp chuyển tu vi trên thân qua cho triệu hùng ca khiến tu vi của triệu hùng ca lúc đó đột nhiên tăng mạnh một lần hành động đạt tới kim đan kỳ đỉnh phong triệu hùng ca trầm giọng nói ai sẽ cam lòng đưa tu vi toàn thân cho hắn ta chứ có thể khiến cho tu vi của hắn ta từ nguyên anh kỳ đột nhiên tăng mạnh tu vi kim đan bình thường không có khả năng lấp đầy được đâu xem ra phải có mấy người chuyển hết tu vi toàn thân cho hắn ta như hữu đạo cũng trầm giọng nói người không biết quán thể đại pháp làm sao chuyển tu vi cho hắn trước được triệu hùng ca tất nhiên có thể nghe hiểu được thâm ý trong đó cũng không biết ô thường dùng cách gì mà làm cho một số người tu luyện quán thể đại pháp dâng lên pháp lực và tu vi của mình nghiêu hữu đạo không trách được lữ vô song nghe nói ô thường điều khiển thuật pháp vô biên ma vực càng thêm tinh diệu đã rất bất ngờ nói tu vi của ô thường tinh tiến không ít xem ra nguyên nhân không tránh khỏi việc tu vi tăng mạnh nguyên tòng kinh ngạc trên đời vẫn có thuật kỳ lạ như vậy sao triệu hùng ca dùng đường ngang ngõ tắt để tiếp nhận pháp lực càng nhiều hơn pháp lực khác nhau ở bên trong thân thể sẽ khiến cho bản thân càng đau đớn hơn thời gian để trị liệu cũng càng dài hơn nếu số lượng vượt quá thậm chí sẽ khiến tu vi của mình vỡ nát người này vì diệt trừ chúng ta thật đúng là không tiếc trả giá vân cơ chợt hỏi một câu quận chúa nàng làm sao vậy mọi người nhìn qua chỉ thấy thương thục thanh nhắm mắt không nói nước mắt chảy ra nàng nghe tiếng mới mở hai mắt đẫm lệ nói không có việc gì thật ra nàng nhìn thấy rất nhiều nha tương tan thành mây khói nhìn thấy rất nhiều nha tương người trước ngã xuống người sau tiến lên bao vây tấn công ô thường không biết bao nhiêu nha tương nghe mệnh lệnh của nàng mà không sợ chết không hề lui về phía sau sung phong chịu chết, nàng thấy rất khổ sở. Hầu tử và côn lâm thụ đâu, nhìn lướt qua mọi người, như hữu đạo chợt kinh ngạc kêu lên. Mọi người nhìn nhau, triệu hùng ca trầm giọng nói, chắc bọn họ còn ở bên ngoài mượn nha tương yểm hộ để đấu với ô thường. Như hữu đạo tập trung tinh thần lắng nghe một hồi, chợt biến sắc, không tốt, ô thường đang lừa gạt, động tĩnh tranh đấu vẫn luôn ở một vị trí, hắn ta có cách đối phó với hầu tử và đang dụ hầu tử ra tay. Nhanh đi thông báo cho bọn họ rút lui, mọi người chợt kinh ngạc, không nói lời nào đã lần lượt lao ra ra ngoài, chìm ngập ở trong dòng nước lũ của vô số nha tương bên ngoài, tìm kiếm viên cương và côn lâm thụ. Ngưu Hữu Đạo lại nhanh chóng đi tới bên cạnh bàn, dùng một cánh tay kẹp lấy Ngân Nhi và chuẩn bị rời đi. Phân cơ, lại bỏ qua như vậy sao? Ngưu Hữu Đạo, ta có cách khác. Cách khác là do hắn chuẩn bị trước, nếu không giết được ô thường, vậy hắn không thể làm gì khác hơn là dụ ô thường vào vực thứ năm, chặt đứt lối đi của mấy giới, hoàn toàn nhốt ô thường ở đó nhưng đó là một cách bất đắc dĩ, sử dụng cách này sẽ để lại mối họa lớn vô cùng. Nhưng trước mắt hắn cũng chỉ có thể là tránh nặng tìm nhẹ. Mà không biết ngân nhi, thanh kiếm hai lưỡi này sẽ giết Ô Thường hay là giết chết bọn họ, không phải vạn bất đắc dĩ đối mặt với đường cùng, hắn chắc chắn sẽ không sử dụng tới. A à, a, à, liên tiếp hai tiếng gào thét vang lên, như Hiểu đạo kinh sợ chợt quay đầu, vừa nghe hắn đã biết mình phản ứng quá chậm. Ô Thường dùng thuật đã thành công lừa được Viên Cương ra tay viên cương thật sự ra tay, côn lâm thụ đi cùng y lại cùng liên thủ mà không thể ngăn cản. Côn lâm thụ tu luyện là công pháp thuộc tính hỏa, có năng lực phát hiện nhất định đối với biến hóa nguyên tố trong không khí. Y cũng từng tiếp xúc qua ma khí do ô thường tản ra, bởi vậy phát hiện ra điểm khác thường, nghi ngờ có vấn đề nên không cho viên cương hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng viên cương vẫn không chú ý tới sự ngăn cản mà cứng rắn xông tới. Nếu như côn lâm thụ lấy cách khác khuyên can thì có lẽ vẫn có tác dụng. Cách nói này lại làm cho viên cương ý thức được ô thường đã khám phá ra ý định bên này nên chủ động chờ y cắn câu. Y cũng nhìn thấy những người khác ở dưới tình huống không nhìn thấy được hy vọng nên không quá đoàn kết. Y cũng nhìn thấy những người khác căn bản không đỡ nổi một đòn của ô thường. Kế hoạch ban đầu là những người khác liên kết với nhà tương yểm hộ y ra tay, vì mọi người không đoàn kết nên khả năng thành công đã không lớn nữa. Mà ô thường không chết, thiên hạ này còn không biết sẽ chết bao nhiêu người. Chỉ cần ô thường chết, hỗn loạn trong thiên hạ đều sẽ kết thúc. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Sau khi nói câu này, viên cương lao vọt ra ngoài, côn lâm thủ bị xúc động bởi câu nói của viên cương, trên gương mặt đầy chấn động, trợn tròn mắt nhìn bóng lưng của viên cương lao vào trong đám nha tương hỗn loạn. Hai tiếng hổ gầm vang lên, một đao rời đi, hai bóng người sai vị trí khiến viên cương lập tức biết một đao của mình đã chém hụt, quả nhiên có cảm bẫy. Y thở hồn hển, xoay người vung tay, dốc toàn lực vung đao điên cuồng chém về phía sau. Nhưng thế đao còn chưa lên, một ma chảo đã đột nhiên xuất hiện và nắm lấy cổ tay của y, khống chế không cho đao của y tạo thế. Trong chất nhóm này, ô thường cảm nhận được sức lực to lớn của viên cương. Hắn ta đánh bay nhà tương bao vây tấn công và lao về phía viên cương đang bị ma chảo của mình dẫn dắt qua. Nhà tương chỉ tấn công một mình hắn ta mà không công kích những người khác. Vột tay viên cương vung lên đập về phía ma chảo kia khiến nó vỡ ra. Nhưng lại có một bàn tay thật sự nắm lấy cổ tay cầm đao của viên cương. Ô Thường đến rồi, hắn ta dùng một tay nắm lấy cổ tay của y, ngăn chặn đao thế của y lại hồi sinh. Có một thanh đao khác ở trong tay của Ô Thường, nhà tương bị hắn ta đánh chết rất nhiều, hắn ta chỉ tiện tay nhặt lên một thanh đao mà thôi. Ô Thường nhếch mép cười lạnh, ánh mắt nhìn Viên Cương như nhìn một người chết vậy, tốc độ hắn ta ra tay rất nhanh, nhân lúc Viên Cương thu quyền mà thuận lợi chém qua một đao. Ánh đao tối tăm lạnh lẽo chém nghiêng từ vai trái tới sườn phải của Viên Cương. Sau một đao này xuống, Ô Thường phát hiện ra sự khác thường, cảm giác lưỡi đao cắt vào da thịt không đúng. Hắn ta phát hiện ra thịt của Viên Cương đặc biệt rắn chắc, dựa vào tu vi của hắn ta phát ra một đao này không ngờ không thể phá vỡ được cơ thể của Viên Cương. Chương 2310, vừa sợ vừa giật hai. Đao thương bất nhập à, trong đầu Ô Thường hiện lên ý nghĩ này, ngay sau đó có tiếng kim loại va chạm vang lên, lưỡi đao rạch lên trên da thịt của Viên Cương và phá ra tiếng ma sát. Ô Thường dùng pháp nhãn liếc mắt trong dây lát, không biết có phải do ảo giác hay không phát hiện phần xương cốt dưới lớp da bị rách ở ngực của đối phương lại có thể có ánh sáng màu vàng cái quỷ gì vậy ô thường không có thời gian để suy nghĩ nhiều thuận thế đao ngang mà vung ngược một đao này đã bị hắn ta tập trung tất cả tu vi muốn chém ngang lưng viên cương nhưng tốc độ ra tay của viên cương cũng không chậm một tay đánh xuống cũng nắm lấy cổ tay cầm đao của hắn ta vừa giữa cho cổ tay dừng tay, Ô Thường vô cùng kinh ngạc cảm nhận được rõ ràng lần này trên tay của Viên Cương phát ra lực khống chế cực mạnh, dựa vào tu vi của hắn ta lại không có cách nào thoát ra được. Ô ngao tiếng hổ gầm thứ ba chậm rãi vang lên, mang theo tiếng động chấn áp lòng người phát ra. Trong thiên địa có rất nhiều nha tương bị ảnh hưởng, ánh sáng màu đỏ kỳ lạ trong mắt chấn động và đầy bất an, trong chớp mắt, tất cả đều dừng tấn công, dường như đều chìm trong trạng thái thần hồn biên đảo. Trước cửa sổ, Thường Thục thanh vì tiếng hổ gầm này làm run rẩy nàng bị dọa cho khiếp sợ nghiêu hữu đạo lại im lặng chờ đợi và nghe ngóng không biết kết quả một đao kia của viên cương thế nào tiếng tranh đấu đột nhiên yên lặng trong nháy mắt trong thiên địa ngoại trừ tiếng hổ gầm này thì hình như không động tĩnh gì khác cho dù là mông sơn minh và thương triều tông nấp ở trong lòng đất phía xa cũng bị dọa cho giật mình tiếng hổ gầm này rõ ràng có thể truyền xuống dưới đất hai người ngơ ngác nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra ngô lão nhị và hứa lão lục chịu trách nhiệm hộ vệ cũng kinh ngạc nghi ngờ không hiểu vẻ mặt lữ vô song vô cùng nặng nề, nàng biết viên cương ra tay nhưng không biết kết quả thế nào. Hình như trong lúc tiếng động dừng lại, viên cương không chịu buông tay của ô thường ra, ô thường cũng không dám thả tay y ra, bằng không tam hống đao trên tay của viên cương chắc chắn sẽ chặt thịt hắn ta, cơ thể của hắn ta cũng không biến thái như vậy. Hai người cuối cùng cũng rằng có một lúc, hai cánh tay dây dưa đều đang cố phân cao thấp, chân hai người đều cứng rắn chống trên mặt đất lay động, khiến mặt đất lún xuống, cả hai chậm rãi hạ thấp xuống. Ánh mắt ô thường nhìn vào trước ngực của viên cương, phát hiện trên phần ngực bị rách ra của y có máu tươi rỉ ra, không ngờ thoáng có màu hồng ánh kim. Trong tiếng thở dốc, viên cương cũng phát hiện mình gặp được lực lượng mạnh mẽ chưa từng có. Y và Thánh La Sát đã từng đấu với nhau, y phát hiện thực lực của ô thường mạnh mẽ mạnh hơn Thánh La Sát rất nhiều. Y dùng hết tất cả sức lực mới không để cho hắn ta thoát ra được. Như Hữu Đạo và Triệu Hùng ca phán đoán không sai ô thường thật sự lợi dụng tà thuật trên ma điển để bí mật nâng cao thực lực của chính mình ở hoang trạch tử địa khi nhận được mật thư do ngân cơ hẹn ngày gặp mặt hắn ta đã cẩn thận hy sinh một đám người tăng nhanh tu vi của mình rồi mới đi đây cũng là nguyên nhân khiến năng lực điều khiển vô biên ma vực của hắn ta đột nhiên tiến vào một trình độ khác mà lần này đến đây hắc thạch nghi ngờ hắn ta cũng có nhưng hắn ta dám đến đây cũng không phải là không có nguyên nhân hắn ta đã mạnh mẽ nâng cao thực lực của mình lên sử dụng phương pháp châm kim làm cho một đám tu sĩ kim đan biến thành cái xác không hồn chỉ biết thật thà nghe lệnh lại hy sinh một số lượng lớn tu sĩ kim đan lần này hắn ta mạnh mẽ tăng tu vi của mình lên tới cực hạn mà mình có thể thừa nhận tăng thực lực của mình lên tới mức đủ để cứng đối cứng cùng thánh la sát sau khi không còn sợ hãi mới dám yên tâm đến đây mặc dù biết làm như vậy sẽ khiến mình phải chịu đau khổ rất lớn nhưng hắn ta vẫn cho rằng mình trả giá như vậy là xứng đáng chỉ cần giải quyết đám tạp chủng này sau này trong năm tháng rất dài, hắn ta có thời gian để từ từ trị liệu. Dựa vào thực lực hiện nay của mình không ngờ không thoát được sự dây dưa của viên cương khiến Ô Thường rất giật mình, không biết mình gặp phải quái vật thế nào. Bây giờ hắn ta tin tưởng cho dù người này có cuộc tay cũng thật sự có thể mọc lại. Xung quanh không ngừng có rất nhiều nha tương lại gầm thét phát động tấn công điên cuồng nhằm vào Ô Thường. Vai Ô Thường run lên, phía sau lưng thò ra rất nhiều ma trảo, quét ngang những nha tương không biết sống chết hắn ta bỏ ra một phần pháp lực để ứng phó với nha tương viên cương đang so tài cùng hắn nhất thời cảm thấy thoải mái hơn nhất nhiều tam hống đao trên tay liều mạng ép xuống cổ của ô thường chỉ cần ô thường vừa thả lỏng dựa vào uy lực công kích của viên cương lại có thể cắt qua cổ của ô thường đồng thời trong miệng y giận dữ gầm thét lên ra tay ô thường tức giận rõ ràng là muốn cuốn chặt lấy hắn ta để cho người khác có cơ hội ra tay đồng thời hắn ta cũng có chút khủng hoảng không ngờ được mọi chuyện sẽ thành như vậy hắn ta bố trí cạm bẫy dụ viên cương ra để giết không ngờ được một cục đá lớn lăn vào cạm bẫy có thể ngăn chặn lỗ thủng của cạm bẫy đó hắn ta làm sao có thể để cho viên cương thực hiện được ý định khi hắn ta đang muốn thi pháp khiến y tổn thương nặng nề nào ngờ phía sau có ánh sáng màu đỏ sáng lên một kiếm lửa vội vàng mở ra vòng vây của nha tương điên cuồng đánh về phía sau lưng ô thường côn lâm thụ không do dự vội vàng ra tay giải vây cho viên cương người trong kiếm lửa lại dùng hết tu vi toàn thân tập kích Ô thường chợt quay đầu, ma chảo phía sau giống như xúc tua đan vào nhau thành một lá chắn ngăn cản một đòn kia của côn lâm thụ. Lửa kiếm nổ mạnh, rất nhiều nha tương bị cháy phát ra tiếng rên rỉ. Côn lâm thụ nhanh chóng lao ra và lòng tin lại tăng mạnh. Y phát hiện viên cương kìm chế phần lớn tinh lực của ô thường khiến uy lực công kích của hắn ta đã không đáng sợ như trước, y lại lao ra tấn công. Vù, một bóng người rút kiếm vào tới, kiếm khí điên cuồng bổ xuống. Đó chính là triệu hùng ca sóng vai chiến đấu cùng côn lâm thụ, quét ngang ma trảo đang điên cuồng công kích chư cát chỉ lao ra hai chảo như cầm long trong những tiếng ẩm 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 cứng rắn đấu với từng ma trảo vung vẩy nguyên tòng lao ra tử hoa được phát ra và cũng gia nhập vào trong đội ngũ liên thủ chiến đấu sau đó vương tôn cũng vọt ra thấy viên cương kìm chế được ô thường dẫn đến uy lực ô thường ra tay giảm đi rất nhiều lòng tin của những người còn lại tăng lên khi nhìn thấy cơ hội giết ô thường mỗi người lập tức biến thành người ngoan độc tây hải đường văn hoa yến trục thiên cùng lâm sách đều lập tức xuất kích. trong giây lát những tiếng động kinh thiên động địa không ngừng vang lên bên tai ô thường rơi vào trong cuộc chiến đấu đầy gian khổ ngao phong xông lên trước muốn ra tay lại không ra tay mà lắc mình chuồn mất hắn ta không phải chạy trốn mà là chạy trở về bên cạnh Nhiêu hữu đạo trước Nhiêu hữu đạo đã nghe đến tiếng đánh nhau kịch liệt vừa thấy hắn ta liền đứng lại hỏi chuyện gì xảy ra ngao phong vội la lên viên cương đã quấn lấy ô thường mọi người đang bao vây tấn công ô thường bây giờ những nhà tương kia ngược lại thành gánh nặng ô thường không e ngại gì mà còn có thể lạm sát chúng ta trái lại còn bị vướng chân vướng tay nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ giao đấu như vậy những nhà tương xông lên cũng chỉ là tự tìm chết còn không bằng rút lui nghiêu hữu đạo lập tức gật đầu nói với thương thục thanh quận chúa lúc này thương thục thanh nhắm mắt trong miệng thì thào như tự nói vậy bên ngoài nhà tương cuồn cuộn như nước thủy triều lập tức rút lui phân tán ra bốn phía xung quanh mắt thấy có không gian Côn lâm thụ lập tức lao ra xa, hai cánh tay đẩy ra một con rồng lửa, không quan tâm ô thường quấy nhiễu thế nào, y đều tiếp tục dùng rồng lửa tiến hành hỏa luyện đối với hắn ta, tiêu hao pháp lực của hắn ta nhanh hơn. chương 2311, Hầu Tử, phía trước có hãm hại một. Rơi vào cảnh khốn cùng ô thường thấy lưỡi đao trên tay của viên cương dần dần tới sát cổ của mình thì đột nhiên mở miệng, ma khí cuồn cuộn lập tức phun về phía mặt viên cương. Viên cương nhanh chóng nhắm mắt nín thở, nhưng ma khí này lại giống như vật còn sống vậy, điên cuồng chui vào mũi, trong tai y. Khe mắt không có cách nào được, máu tươi theo viền mắt của viên cương chảy, hai tai lập tức không nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa. Trong khi giấy chết, cơ thể của viên cương phồng lên với tốc độ có thể thấy được, trên gương mặt đầy vẻ đau khổ không chịu nổi. Toàn thân viên cương đau đớn run lẩy bẩy sợ mình không chịu nổi đau khổ mà thả ô thường ra. Đột nhiên y bỏ tam hống đao ra, thuận thế nắm lấy cổ tay của hắn ta, hai tay liều mạng nắm lấy hắn ta không tha. Không còn lưỡi đao gác ở trên cổ uy hiếp, Miệng Ô thường phun ma khí rót vào trong cơ thể Viên Cương, trên mặt lộ vẻ dữ tợn, trước mắt chỉ cần giết chết người này, chờ hắn ta rảnh tay thì những người còn lại không đáng để lo ngại. Nhưng trên gương mặt dữ tợn chợt hóa thành kinh ngạc, Viên Cương nắm lấy hai cổ tay của hắn ta không buông, bụng chợt truyền ra tiếng động mơ hồ như tiếng sấm, cái bụng phồng lên như nửa hình tròn lại Viên Cương thu về. Ô thường phát hiện ma khí do mình rót vào trong cơ thể Viên Cương cuối cùng lại biến thành không khí để ý thoải mái hít thở một làn xương mù màu vàng nhạt đột nhiên từ xoang mũi của y phun ra đồng thời ma khí cũng tuần hoàn bị hút vào trong bụng ô thường có thể cảm giác được ma khí của mình hình như gặp được khắc tinh đang bị hơi thở màu vàng của viên cương nhanh chóng giết chết sau khi hơi thở màu vàng xuất hiện viên cương đang đau đến mức run lẩy bẩy rõ ràng đã bình tĩnh hơn không ít đau đớn hình như có chút giảm bớt ô thường chưa từng nhìn thấy điều này nên vừa sợ vừa giận đường đường là thiên ma thánh tôn cuối cùng bắt đầu xuất hiện ý định lùi bước hắn ta không đi nữa thì không được, không đi nữa, như vậy có thể bị tiêu hao tới lúc chết mất. Thấy ma khí không có tác dụng với viên cương, ô thường ngậm miệng cắt đứt ma khí phun ra. Ma khí ngưng tụ thành ma chảo phía sau đột nhiên điên cuồng tấn công, ép hết các thế tấn công mãnh liệt. Trong phút chốc hắn ta phóng lên cao, lôi theo cả viên cương bay lên. Hai mắt viên cương chảy máu, đầu hơi nghiêng sang một bên. Cho dù y mù và điếc nhưng lực nhận biết vẫn còn. Động tĩnh lớn như vậy, y cũng không có khả năng không cảm giác được. Bị nhấc lên trên không trung, trong chớp mắt, gần như y đã điên cuồng đạp ra. Ô Thường bị y nắm chặt nên muốn trốn cũng không xong, bụng cứng rắn chịu một đòn. Ầm, um, quai hàm của Ô Thường chợt phồng lên, khóe miệng có một vết máu chảy ra, xem như hắn ta đã lĩnh giáo man lực quyền cước của Viên Cương tấn công, đã bị thương nặng. Lúc này hắn ta cũng muốn cho y biết tay nên đạp ra một cước tương tự. Ầm, um, Viên Cương bị thương nặng khóe miệng cũng thấm máu nhưng vẫn nắm chặt lấy cổ tay của đối phương không buông, lại trả một cước. Hai người đều to lớn dùng hai chân đá qua lại, khóe miệng ô thường chảy máu lại lần nữa rơi xuống đất, mạnh mẽ thi pháp ấn viên cương về phía mặt đất. Ô thường không vội vàng quay lại mặt đất cũng không được, đối mặt với thân thể mạnh mẽ đau thương bất nhập, chống đỡ giỏi hơn hắn ta, nếu còn không trở lại, hắn không bị vây đánh tới chết, không chừng cũng bị viên cương đạp chết, chịu hai đạp nên hắn ta đã biết cảm giác là thế nào, đúng là không chịu nổi vừa rơi xuống đất, trong lòng ô thường cuối cùng lại dâng lên cảm giác khủng hoảng đã nhiều năm chưa từng biết tới. Hắn ta thi pháp ngăn chặn viên cương, không dám để cho hai chân y lại có bất kỳ khả năng tấn công nào. Rất nhiều nhà tương đã khuếch tán ra và tập trung ở xung quanh, nhường ra không gian giao chiến. Đám người nghiêu hữu đạo cũng từ trong nhà đi ra, nhìn từ xa hai mắt, hai tai và miệng mũi viên cương chảy máu, quay hàm nghiêu hữu đạo căng lên và quay đầu nhìn về phía ngao phong bên cạnh. Ngao phong có chút xấu hổ, lúc này lao tới gia nhập vào vòng vây tấn công. Ngao Phong vừa gia nhập, cục diện lập tức biến hóa mãnh liệt. Trên thân y chợt bắn ra ánh sáng màu đen có thể xuyên qua ma khí của ô thường. Một ánh sáng màu đen như cái gái đâm xuyên qua, chúng phía sau lưng ô thường, hắn ta liều mạng thi pháp ngăn chặn, phía sau lưng chỗ bị ánh sáng màu đen đâm chúng đang xèo xèo bốc hơi nước. Một đòn thuận lợi khiến Ngao Phong mừng rỡ, lại thấy ô thường chợt quay đầu nhìn, thấy đôi mắt sôi trào sát ý của hắn ta liền biết sự tình không ổn chỉ thấy ô thường đột nhiên thu lại uy lực công kích từ các mặt khác ma chảo bị ngao phong đục lỗ đột nhiên trở nên to khỏe lấy thế lôi đỉnh lao tới ngao phong vô cùng kinh ngạc thu tay lại không kịp nên liền liều mảng chống đỡ ầm um, vừa đánh xuống máu tươi trong miệng ngao phong điên cuồng phun ra giống như con diều bị đứt dây bay ngược ra ngoài ngao phong rơi xuống đất trong miệng không ngừng có máu phun ra mặt nạ trên mặt cũng bị rơi muốn đứng đã không đứng nổi y phát hiện mình trở thành kẻ bị thương nặng nhất dưới cơn thịnh lộ của ô thường vẻ mặt y hoảng loạn cố đứng dậy và muốn tránh xa chiến trường tranh đấu một chút những người còn lại thừa cơ hội điên cuồng tấn công ô thường chỉ trong chấp nhóm này ô thường thiếu chút nữa đã chết nên vội vàng tự cứu dùng hết pháp lực chống đỡ bốn đợt tấn công ma chảo tấn công ngao phong lập tức nổ tung ra thành sương mù bao phủ lấy tất cả mọi người tiếng tranh đấu rất nhanh đã yên tĩnh chỉ thấy ma khí nhanh chóng ngưng tụ thành từng ma chảo bao phủ lấy những người bao vây tấn công. Trên thân Nguyên Tòng và Cung Lâm sách có tử khí sôi trào, ánh lửa trên thân Côn Lâm thụ bắn ra bốn phía. Mọi người đều thi pháp đối đầu với ô thường, trong phút chốc tình hình rằng co, một đám người liều mạng pháp lực cùng ô thường. Đám người nghiêu hữu đạo quan sát cuộc chiến có chút xúc động. Một ô thường có thể đấu với nhiều người như vậy đồng thời, chỉ dựa vào điều này đã không phụ huy danh thiên ma thánh tôn như hữu đạo nhìn ngân nhi đang mê man lại nhìn nha tương ở bốn phía xung quanh trong lúc hắn nghĩ cách quản phương nhi đột nhiên lao ra thuận lợi cướp lấy thanh bảo kiếm trên mặt đất và xông về phía không trung cầm kiếm dùng hết tu vi toàn thân chém xuống ô thường phía dưới như hữu đạo và vân cơ lập tức chú ý nhìn trong tình cảnh khốn cùng ô thường chợt ngẩng đầu và nhìn chằm chằm vào quản phương nhi đang chém tới trên mặt lộ ra sự hung hãn a à, đột nhiên hắn ta ngửa mặt lên trời giận dữ gầm thét mái tóc dài theo gió tung bay phần phật trong chớp mắt khi một kiếm của quản phương nghi chém tới, một ma chảo to khỏe từ trên người hắn ta bay lên, chụp về phía nàng. Đám người nguyên tòng lập tức cảm giác được pháp lực của ô thường đè ép lên trên người bọn họ đã thả lỏng hơn rất nhiều, cũng ý thức được quản phương nghi có nguy hiểm. Mọi người gần như không hẹn mà đồng thời dùng hết tu vi thi pháp, muốn ngăn chặn hắn ta. Trong lúc kinh hãi, quản phương nghi muốn tránh né lại phát hiện cánh tay đã bị ma chảo với thế xét đánh không kịp bưng tay giữ lại, ma chảo dâng lên tới uy lực mạnh mẽ tới mức nàng không thể địch nổi. Ma chảo nắm chặt lấy cánh tay của nàng và bóp mạnh. Xác sắc, trong nháy mắt quản phương nghi lộ vẻ đau đớn, lại thấy ma chảo vặn kiếm trong tay quản phương nghi thuận thế chém về phía nàng. May mà đám người nguyên tòng vội vàng liên thủ áp chế, khiến tốc độ của ma chảo chậm lại, cũng khiến quản phương nghi có thể lập tức lắc mình tránh thoát khỏi vị trí quan trọng. Nhưng cánh tay bị ma chảo nắm chặt lại không thoát ra được kiếm quang lướt qua thân thể của nàng và mang theo một chùm mưa máu, còn có một cánh tay của nàng nữa. Nhân lúc pháp lực của ô thường buông lỏng, 10 ngón tay của triệu hùng ca bắn ra liên tục, lệ ma chỉ bắn ra mấy chục đường huyết quang chỉ ảnh. chương 2312, Hầu Tử, phía trước có hãm hại hai Y thừa cơ hội phá không lao lên, cuối cùng thoát khỏi ma trảo bao vây và hét lên một tiếng kìm chế hắn ta. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy y nhanh chóng lao lên trời, hóa thành một chấm đen quản phương nghi rơi xuống đất và che phần vai đang trào máu lảo đảo lui về phía sau trong mắt đầy vẻ thê lương nhìn chăm chú về phía ô thường đang bị bao vây hình như còn muốn liều mạng nghiêu hữu đạo liếc mắt nhìn nàng đột nhiên giơ tay ngăn cản vân cơ bên cạnh muốn ra tay vân cơ liếc mắt nhìn hắn và theo thuận thế ngẩng đầu nhìn lên ô thường cũng ngẩng đầu nhìn về phía không trung chỉ thấy một đường ánh sáng máu từ trên cao tập kích bất ngờ đến mang theo khí thế sấm sét lúc này hắn ta thu lại ma trảo và muốn thoát thân đám người nguyên tòng vừa nhìn lên không trung thì lập tức hiểu rõ biết cơ hội giết ô thường đã tới cuối cùng bọn họ lại thừa cơ dùng toàn lực xông tới từ chống lại lúc trước đã biến thành áp chế mấy người hợp lực pháp lực với các màu đè ép ô thường ở bên trong à a à, thân hình ô thường điên cuồng vung vẩy giống như phát điên khiến người lắc lư kịch liệt viên cương mắt mù tai điếc lại tìm được cơ hội thả lỏng chân chân vừa được thả lỏng thì lập tức lại thừa cơ nhanh chóng đá một cước trong miệng ô thường có máu phun ra vang lên trên mặt viên cương, lại thêm mọi người thi pháp cưỡng chế khiến hắn ta dường như muốn quỳ xuống. Không đợi viên cương đá lần nữa, hắn ta lại thi pháp chấn áp y. Mọi người xung quanh lập tức nhân cơ hội ô thường lại bị thương nặng, liều mạng thi pháp ngăn chặn hắn ta. Quản phương nghi mất đi một tay chợt xuất hiện, cánh tay cụt đẩy ra pháp lực hùng hậu, gia nhập vòng vây áp chế ô thường. Trong mắt ô thường lộ ra sự tàn khốc nhìn chằm chằm vào viên cương, dường như hận không thể nuốt sống y vậy hắn ta cố chịu vài đòn mạnh mẽ của y và biết mình bị thương quá nặng, đối mặt với những tạp chủng này liên thủ đã khó có thể thoát thân. Hắn ta chợt ngẩng đầu, nhìn chăm chú về phía không trung, trong mắt nhanh chóng tràn ngập sắc máu. Hai mắt hắn nhanh chóng đỏ lên, dưới da dần dần hiện lên hoa văn như run, dường như có con rắn nhỏ đang nhanh chóng bỏ dưới da vậy. Hắn ta ngửa mặt lên trời, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, ánh mắt điên cuồng. Như hữu đạo dùng pháp nhãn quan sát cuộc chiến liền vô cùng kinh ngạc không ngờ ô thường cuối cùng lại tu luyện bảo thể thuật trên ma điển. Người này bị điên rồi, không ngờ lại tu luyện pháp thuật tự sát. Lúc này hắn thi pháp hô to, mau rút lui, rút lui, mọi người quay đầu nhìn, nhất thời không biết hắn có ý gì thì đã muộn rồi. Duy nhất chỉ có quản phương nghi theo nghiêu hữu đạo lâu như vậy nên hiểu rõ hắn, vừa nghe cảnh báo thì lập tức không nói hai lời đã nhanh chóng tránh ra. Trong không chung, triệu hùng ca giống như thiên ngoại lưu tinh đánh về phía mặt đất, trong chớp mắt khi tới gần ô thường, thấy rõ gương mặt của hắn ta liền vô cùng kinh ngạc, cũng lập tức hiểu rõ hắn ta muốn làm gì. Nhưng khoảng cách đã quá gần, tốc độ lao xuống quá nhanh nên muốn tránh cũng không thể tránh được. Những người khác thấy quản phương nghi nghe được tiếng hô đột nhiên bỏ chạy thì trong lòng cảnh giác, lập tức chạy ra bốn phía. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ô thường đột nhiên chia năm sẻ bảy, hổ phách cực kiếm đỏ như máu từ trên cao lao xuống lập tức vỡ ra. ầm um, sóng công kích và bụi bặm nổ tung ra, gần như cắn nuốt tất cả mọi người. Vân cơ lập tức thi pháp chắn ở trước người Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo lại nhanh chóng xoay người chắn cho Thương Thục Thanh, thi pháp che cho nàng và Ngân Nhi. Tất cả thôn chấn lập tức bị san thành bình địa, nhà tương ở bốn phía bị gió mạnh thổi bạt ra phía sau. Tiếng gió vù vù thổi qua, bụi bặm cuốn lên, tiếng động cũng không còn. Vân cơ xoay người vung tay áo, thiên địa trước mắt hình như bị bụi bặm che khuất. Người không sao chứ, đợi bụi bặm dần dần lắng xuống, Ngưu Hữu Đạo hỏi Thương Thục Thanh ở trong lòng mình. Trong mắt thương thuộc thanh đầy vẻ kinh hoàng nhưng lắc đầu, nàng được bảo vệ rất tốt nên không có việc gì. Lúc này Nhiêu Hữu Đạo mới xoay người, chỉ thấy cả thôn trấn đã không còn bóng dáng, mặt đất chỉ là một hố sâu thật lớn, ngay cả một bóng người cũng không thấy, hoàn toàn hoang vắng. Bên hố sâu cực lớn kia có một bóng người lảo đảo từ trong bụi bặm bò ra ngoài, nhìn kỹ thì chính là quản phương nghi đã chạy trước một bước. Vân Cơ lập tức lao tới đỡ, Nhiêu Hữu Đạo đặt ngân nhi đang hôn mê xuống trên mặt đất, chậm rãi tháo mặt nạ và đi tới mép hố to phóng tầm mắt nhìn lướt qua xung quanh sắc mặt không hề thay đổi trong mắt ẩn giấu sự bi thương thương thuộc thanh đi tới bên cạnh hắn trong mắt đầy vẻ khó tin vân cơ nâng quản phương nghi bay tới gọi đạo gia nghiêu hữu đạo không quay đầu hồng nương nàng không sao chứ. quản phương nghi vẫn còn sợ hãi nói không chết được may là ta phản ứng nhanh ô thường vừa sử dụng nghiêu hữu đạo cắt ngang lời của nàng quận chúa phát động tất cả nha tương tìm người sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Ừ, thương thục thanh liên tục gật đầu và đang muốn nhắm mắt, chợt nhìn chằm chằm về phía bên cạnh hố to bên kia. Ánh mắt đám người như hữu đạo cũng nhìn chăm chú qua, chỉ cần một người từ trong bụi bặm bỏ dậy, quần áo tả tơi, tóc tai bù xù nhưng đứng yên tại chỗ. Đó chính là viên cương, là hầu tử, vân cơ vui mừng kêu to, không ngờ được viên cương quấn chặt lấy ô thường và ở trung tâm vụ nỏ lại là người đầu tiên đứng lên. Nghiêu hữu đạo dường như rất bình tĩnh, người đi xem đám người vương ra. Vân cơ thầm dùng mình, uy lực vụ nổ lớn như vậy, sợ rằng đám người thương chiều tông ẩn nấp ở dưới đất khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nàng vội vàng rời đi, nghiêu hữu đạo bay qua hố to đi tới trước mặt viên cương thì mới dừng lại. Khi đến gần, hắn cũng thấy rõ ràng, thật ra trên thân viên cương đã xuất hiện tình trạng máu thịt nhầy nhụa, chẳng qua bởi vì dính đầy bụi bặm mà thôi. Viên cương rõ ràng không biết có người tới gần. Y đang dò từng bước và thử chân đi về phía trước, hai tay thử thăm dò giống như một người mù vậy. Y lại sờ lần đi qua bên cạnh Nghiêu Hữu Đạo, hắn nhìn thấy Y máu me nhảy nhụa, hai mắt đã lún vào trong, cũng nhìn thấy trong lỗ tai của Y đều là máu. Nghiêu Hữu Đạo quay đầu nhìn viên cương đang muốn đi về phía hố sâu, lặng lẽ nói, hầu tử, phía trước có hố. Viên cương không nghe thấy vẫn còn đang lần tìm, đi về phía trước. Nghiêu Hữu Đạo chậm rãi đi tới trước mặt Y, đứng chặn ở trước hố, hai tay cầm kiếm ở trước người. Viên cương tới gần và sờ được hắn. Có người à, y dừng lại một chút lại xoa xoa mặt thứ ngăn cản bước chân của mình, sờ thấy hai thanh kiếm phía trước mới khản giọng gọi, đạo ra. Như hữu đạo nhìn y, thấy bộ dạng y thê thảm người không ra người quỷ không ra quỷ nhặt được một mạng trở về. Viên cương có thể xác định được như hữu đạo nhưng không biết hắn có nói gì hay không nên nhắc nhở, đạo ra, ta không nghe thấy, cũng nhìn không thấy. Như hữu đạo, ta biết ngươi không nghe thấy, cũng biết ngươi nhìn không thấy, ngươi có thể nghe, có thể nhìn thấy lại thế nào. Ta nói phía trước có hố nhưng nào lần ngươi chẳng phải cũng điếc, mù như bây giờ, cứ nhất quyết đi vào trong hố chứ. Hầu tử, không có người nào có thể vĩnh viễn ngăn cản trước hố cho ngươi cả đời được, luôn luôn có lúc không để ý tới. Viên Cương nói cho hắn biết, đạo gia, Ô Thường chết rồi. Như Hữu Đạo, đúng, Ô Thường chết, ngươi làm tốt lắm. Có lẽ mỗi lần ngươi đều làm đúng, nhưng đây không phải là cách ta muốn có rất nhiều chuyện không cần thiết phải cực đoan như vậy, chúng ta còn có thể đổi một cách khác để giải quyết, vì sao lần nào ngươi cũng không cho mình có lối thoát? Ta không sợ Ô Thường, ta sợ ngươi như vậy thôi." Hắn thật sự không ngờ được mình từng nghĩ các cách ứng phó, thậm chí từng nghĩ nếu thật sự không được lại nghĩ cách phong ấn Ô Thường ở vực thứ năm nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ tới cuối cùng sẽ giải quyết hắn ta theo cách này. Chương 2313, bắt tất cả lại cho ta không ngờ bởi vì viên cương không tiếc mạng sống mà kéo những người khác cùng nhau liên thủ ép ô thường cho tới chết hắn cũng tuyệt đối không ngờ được ô thường lại có thể lấy cách tự nổ để kết thúc chính mình trước đó không có dấu hiệu nào mà lại ra đi sạch sẽ lưu loát như vậy hành vi của viên cương quả thật cũng làm cho hắn nổi giận bởi vì suy nghĩ nóng lên y căn bản không kịp nghĩ xem một khi không thực hiện được sẽ có hậu quả nghiêm trọng thế nào nếu như viên cương chết ô thường lại không chết thôn thiên hoàn lại ở trong tay ô thường cho dù hắn lấy được Sơn Hà Đỉnh cũng không tiến vào được vực thứ năm, ngay cả phòng ấn hắn ta trong vực thứ năm cũng làm không được. Từ nay về sau, bên này không biết sẽ phải trầm luân trong bóng tối bao lâu mới có khả năng giải quyết được ô thường, sợ rằng sẽ không chỉ trả giá bằng thế lực Nam Châu máu chảy thành sông đâu. Hắn ta sẽ áp dụng thủ đoạn tàn khốc hơn với tất cả thiên hạ, sẽ có bao nhiêu người chết là chuyện không có cách nào tưởng tượng được. Hắn suy nghĩ tới hậu quả kia cũng thấy sợ hãi, nhưng chuyện đã như vậy, viên cương liều mạng bắt ô thường, Bản thân Viên Cương cũng thành dạng quỷ này, hắn cũng không thể nói được lời trách cứ gì nữa. Kể cả có nói thì Viên Cương cũng không nghe thấy. Ầm, um, một tiếng động vang dội phát ra, như Hữu đạo quay đầu, những người xung quanh cũng lần lượt quay đầu, Viên Cương nghiêng đầu vì cũng phát hiện ra chấn động. Chỉ thấy giữa hố lớn có một bóng người từ dưới đất chui lên và di chuyển đến trên không trung rồi dùng sức lắc lắc đầu, hình như còn có chút choáng váng. Đó không phải là ai khác, chính là Triệu Hùng ca. Nhiêu hữu Đạo có chút bất ngờ khi nhìn thấy Triệu Hùng Ca, bởi vì thoạt nhìn quần áo y lành lặn, không có bất kỳ dấu hiệu bị thương nào, còn có thể di chuyển đứng trên không trung là biết rồi, có thể thấy được tình hình còn rất tốt. Quản Phương nghi cụ tay ngẩng đầu nhìn Thương Thục Thanh, rõ ràng cũng thấy rất bất ngờ. Triệu Hùng Ca nhìn tình hình xung quanh, nếu không phải dãy núi xung quanh vẫn còn, y còn tưởng rằng bản thân mình đã ở nơi khác, phía dưới không thấy có bất kỳ dấu hiệu chấn nhỏ tồn tại nào cái hố to kia chứng minh uy lực khi ô thường tự nổ lớn tới mức nào mình vẫn còn sống sót y nhìn hai tay của mình lại nhìn lên người mình và cũng cảm thấy bất ngờ trong lòng vẫn còn sợ hãi không ngờ được ô thường cuối cùng lại quả quyết như vậy ánh mắt y rơi vào trên thân của ngưu hữu đạo và viên cương rồi lao người hạ xuống bên cạnh hai người nhìn bộ dạng thê thảm của viên cương cũng không quá bất ngờ khi thấy viên cương còn sống logic của y rất đơn giản ngay cả y cũng còn sống Dựa vào thân thể mạnh mẽ của viên cương thì còn sống là đương nhiên, không thành vấn đề Triệu hùng ca hỏi viên cương, người không sao chứ Nghiêu hữu đạo, hắn mù, điếc, không nghe thấy người nói gì đâu Triệu hùng ca thổn thức, hắn chắc hẳn có thể khôi phục lại được chứ Không biết, nghiêu hữu đạo ném qua một câu rồi liếc nhìn y từ trên xuống dưới bất ngờ nói Ô thường tự nổ, người đâm đầu xuống mà thoạt nhìn cuối cùng lại không vấn đề gì lớn Có chuyện gì xảy ra vậy Triệu Hùng ca hồi tưởng lại rồi lắc đầu, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta ở trong kiếm, một kiếm cắt vào, chỉ cảm thấy uy lực nổ tung nên thuận theo kiếm rời đi. Sau đó, kiếm thế bị uy lực vụ nổ đánh vỡ, ta cũng thuận thế đâm vào trong lòng đất. Trong lòng đất có lực chấn động mạnh mẽ làm cho ta có chút không chịu nổi, thiếu chút nữa đã bị chôn sống, may là uy lực biến mất rất nhanh, ta chỉ bị chút nội thương, không phải là vấn đề lớn. Nghiêu hiểu đạo hình như hiểu rõ điều gì, khẽ gật đầu. Triệu Hùng ca nhìn quanh hỏi, những người khác đâu? Nghiêu Hữu đạo, không biết. Xung quanh đang vô cùng ẩm ý. Chỉ thấy rất nhiều nha tương đang tìm kiếm trên mặt đất, thậm chí là hóa thành sương mù màu đen chậm rãi thẩm thấu vào trong lòng đất tìm kiếm. Vân cơ trở về, mang đám người thương triều tông đầy bụi đất về. May mà bọn họ ở cách xa, còn có ngô lão nhị và hứa lão lục ở bên cạnh bảo vệ, bằng không sợ rằng mấy vị này bị tầng đất đổ nát đè chết rồi. Nói chung là may mắn thoát hiểm đám người thương triều tông kinh ngạc không hiểu nhìn rất nhiều nha tương đang bay quanh. Hứa lão lục cõng mông sơn minh và ngô lão nhị nhìn thấy quản phương nghi mất đi một tay thì vô cùng kinh ngạc, vội vàng chạy đến bên cạnh quản phương nghi hỏi thăm tình hình. Triệu hùng ca nắm lấy cánh tay của viên cương, theo nghiêu hữu đạo bay đến bên bờ hố to bên này. Đạo ra, mông sơn minh và thương triều tông cùng chào nghiêu hữu đạo. Vân cơ nhìn thấy triệu hùng ca vẫn còn lành lặn thì giật mình không nhỏ. Nàng không biết tình huống, khó có thể tưởng tượng được triệu hùng ca đụng vào ô thường với uy lực vụ nổ như vậy lại có thể còn sống được. Cơ thể viên cương mạnh mẽ còn sống, nàng vẫn có thể hiểu được. Triệu hùng ca còn lành lặn hơn cả viên cương làm nàng thấy khó có thể tin nổi. Ngô lão nhị và hứa lão lục đang đau buồn vì quản phương nghi của tay lại nghe được cách xưng hô, đạo ra, thì cùng nhau quay đầu nhìn, vừa vặn thấy như hữu đạo liền đồng thời kinh ngạc kêu lên, đạo ra. Hai người có thể nói khiếp sợ tới mức ngây người, còn tưởng rằng mình hoa mắt, cảm giác giống như nằm mơ nghiêu hữu đạo mỉm cười nhìn hai người khẽ gật đầu chúng ta lại gặp mặt rồi đây không phải là vương khiếu trước kia sao ngô lão nhị và hứa lão lục ngơ ngác nhìn nhau nhưng rất nhanh đã phản ứng lại vị này không chết vậy chứng nói rõ vẫn ẩn nấp ở sơn trang mao lư nói cách khác rất nhiều chuyện vẫn do vị này ở phía sau điều khiển hai người kinh hãi không thôi lúc này hứa lão lục có mông sơn minh và ngô lão nhị cung kính hành lễ đạo ra lữ vô song đầy bụi đất lại chậm rãi đi tới bên cạnh viên cương nhìn bộ dạng của Y, hai người nhìn nhau một lúc, đường đường là vô song thánh tôn lại lá trã rơi lệ nắm lấy cổ tay của viên cương nâng lên, chỉ thấy trên tay có thể nhìn thấy xương rồi. viên cương nghiêng đầu, ngón tay đã mất năng lực cảm nhận nhưng người thấy được mùi thơm của cơ thể nên biết là ai. Y im lặng. Như hữu đạo đi tới trước mặt quản phương nghi lại nghiêng đầu hỏi vân cơ có biết vì sao ta ngăn cản nàng ra tay không? Vân cơ lướt nhìn quản phương nghi, sợ ta có nguy hiểm. Như hữu đạo lắc đầu nếu như ô thường không phải chết kiểu này nàng và hồng nương đều bị thương ô thường vừa chết số phận cuối cùng của chúng ta sẽ là thế nào những người này nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lập tức ra tay với chúng ta nếu chúng ta không thể thoát thân thì giết ô thường lại chẳng có ý nghĩa gì nữa trên đời này có lẽ lại có một nhóm chín thánh khác lại xuất hiện mọi người hiểu rõ ý của hắn đều biết hắn nói những người này là chỉ đám người tây hải đường bọn họ suy nghĩ cũng thấy lo lắng này không phải quá đáng mà rất có thể sẽ xảy ra Triệu Hùng ca im lặng suy nghĩ, dựa vào một mình mình sợ rằng không ngăn cản được những người này. Quản Phương Nhi cũng hiểu rõ nghiêu hiểu đạo ám chỉ điều gì, hiểu rõ hắn hỏi vân cơ nhưng thật ra là đang muốn nói cho nàng nghe, nhưng trong mắt trong đầu nàng hình như không có cảm giác về điều này. Nghiêu hiểu đạo điểm vào đầu nàng, bộ dạng nàng thế nào làm sao còn đi gặp nam thiên vô phương được đây? Gặp lại y, sợ rằng nàng sẽ phải hối hận mất. Quản Phương Nhi tóc tai bù xù như bà điên hừ lạnh, ta gặp y làm gì, ta hận không giết được y đây này, Sợ nàng vì tình yêu mà làm lỡ chuyện chính, sớm biết như vậy, trước khi xuất phát nên nói cho nàng biết mới phải." Trong giọng nói của Ngưu Hữu Đạo có ý trách cứ, hắn quay đầu nhìn về phía Thương Thục Thanh, quận chúa, nàng giải thích chuyện Nam Thiên vô phương cho Hồng Nương để nàng ấy tự quyết định. Thương Thục Thanh gật đầu ừ một tiếng rồi tiếp tục nhìn về phía quản phương nghi cổ tay, vẻ mặt không đành lòng. Chương 2314, muốn chết, ta chết ở trước mặt ngươi một. Giải thích gì? Trong mắt quản phương nghi lộ vẻ kinh ngạc không hiểu nghiêu hữu đạo lại đi về phía ngân nhi nằm trên mặt đất ngồi xổm xuống và đưa tay ấn lên trên thân ngân nhi hoa văn màu bạc trên mặt nàng càng thêm hiện rõ hắn thi pháp hóa giải yêu lực dị chủng trong cơ thể nàng mông sơn minh ra hiệu hứa lão lục đặt ông ta ngồi trên mặt đất không bao lâu rất nhiều nha tương tìm kiếm dưới quy mô lớn từng người đều được đào ra khỏi trong lòng đất mỗi người đều chật vật không chịu nổi khụ khụ chư cát chỉ ho khan một tiếng và phun ra máu cuối cùng lại yếu ớt mở mắt tỉnh lại nằm trên mặt đất nhìn xung quanh một lát mới chậm rãi giấy ruộng ngồi dậy, chiếc mặt nạ đã sớm bay mất, thở hổn hển. Triệu Hùng ca ngồi xổm trước mặt y, không hổ danh là cao thủ nguyên anh tiến giai nhiều năm, ngươi là người bị thương nhẹ nhất trong đám bọn họ. Chưa các chỉ khẽ lắc đầu, không có liên quan gì với điều này cả. Ta cảm giác trong uy lực vụ nổ của ô thường có phần bài xích lẫn nhau, trong quá trình nổ mạnh uy lực giảm đi không ít, nếu là thuần túy, sợ rằng uy lực phải mạnh hơn nhiều, chỉ sợ ta khó giữ được cái mạng nhỏ này triệu hùng ca gật đầu cảm giác của ngươi không sai trong cơ thể ô thường được rót vào các loại tu vi công pháp tu hành nên cũng không thuần túy y quay đầu nhìn về phía một loạt người nằm trên mặt đất máu chảy đầm đìa nghe lời ngươi nói nếu không phải như vậy chỉ sợ tất cả đều không sống nổi chư cát chỉ sợ run lên ngước mắt nhìn y ngươi làm sao có thể không việc gì triệu hùng ca nghịch ngợm một câu thực lực của ta mạnh hơn ngươi chư cát chỉ à một tiếng tưởng thật xem ra cao thủ đã từng đứng đầu đan bảng quả nhiên là không tầm thường Lúc này Nghiêu Hữu Đạo đứng ở trước một thi thể, người duy nhất chết trong đám người tham dự vụ bao vây tấn công ô thường, Ngao Phong. Cơ thể đã bẻ gãy bị tàn phá, có vài vị trí đã hòa lẫn với bụi đất nên không tìm được. Ngao Phong dưới một đòn thịnh nộ của ô thường đã bị thương nặng, ngay cả đứng lên cũng không nổi, pháp lực phòng ngự không mạnh nên không thể bỏ xa khu vực nổ. Y bị nổ mạnh thành như vậy, chết không toàn thây. Thấy Nghiêu Hữu Đạo nhìn chằm chằm vào thi thể của Ngao Phong, người bên ngoài cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Vân cơ đi tới bên cạnh và khẽ nhắc nhở, bây giờ cứu thì trên cơ bản vẫn còn có thể cứu sống, người không cứu được thì phần lớn đều phải chết. Ngươi xem, nàng hỏi vậy là vì trước đó Nghiêu Hữu Đạo từng nhắc tới những người này có thể sẽ phản bội, không biết Nghiêu Hữu Đạo muốn những người này sống hay muốn để bọn họ chết. Nghiêu Hữu Đạo xoay người nhìn lướt qua một loạt người máu chảy đầm đìa và đang hôn mê, trầm giọng nói, bắt tất cả lại cho ta. Vân cơ đã hiểu, nếu bắt lại, vậy có nghĩa là còn muốn cứu chữa. Chư các chỉ nghe tiếng thì quay đầu, Kinh ngạc kêu lên, chẳng lẽ người muốn qua sông phá cầu à? Ánh mắt cả đám người đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Như Hữu Đạo, tất cả đều lộ ra sự nghi ngờ. Như Hữu Đạo nói, ta nếu muốn qua sông phá cầu, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để diệt trừ các ngươi. Trư Các chỉ lập tức nghẹn lời, nhưng suy nghĩ cũng thấy đúng, y không khỏi nghi ngờ nói, vậy ngươi làm vậy là có ý gì? Nưu Hữu Đạo đi thong thả đến trước mặt y, từ trên cao nhìn xuống nói, bất cứ việc gì dù sao cũng phải có một biện pháp giải quyết ổn thỏa tốt đẹp mới tốt ngươi có thể bảo đảm sau này bọn họ không tranh hùng nữa hay không ít nhất ta không có bản lãnh đó có chuyện gì không thể ngồi xuống thương lượng sao ta bắt các ngươi lại chính là để thương lượng dễ hơn chứ các chị ở trong cung thường thấy ân oán lợi ích biết rõ có một số việc rất khó bàn được nên không khỏi hỏi nếu như thương lượng không được thì làm thế nào như hữu đạo lưu loát nói một câu vậy ta sẽ giết các ngươi chứ các chị bất đắc dĩ thương triều tông và mông sơn minh đứng ngoài quan sát ngơ ngác nhìn nhau Bọn họ biết ô thường chết, lại nhìn tình hình trước mắt cũng biết điều đó có ý nghĩa như thế nào. Hai người cũng biết trước mắt mình chỉ có phần đứng nhìn, không tới phiên bọn họ nói gì, vẫn nên duy trì im lặng thì tốt hơn. Tiếp theo người nên cứu chữa thì cứu chữa, nên khống chế thì khống chế. Trước mắt hình như 10 vạn nha tương cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, thủ lĩnh nha tương đến trước mặt thương thuộc thanh chắp tay phục mệnh, báo cho nàng biết, 10 vạn đại quân đã chết trận hơn một vạn ba ngàn. Thương thuộc thanh đau lòng, lệnh cho nghỉ ngơi dưỡng sức những người khác nghe không hiểu nha tương đang nói gì chỉ nghe thấy tiếng ô ô thương triều tông và mông sơn minh lại kinh ngạc nhìn cảnh tượng này hai người đều nhìn thấy trong sương mù màu đen phía sau thủ lĩnh nha tương có lá vương kỳ chữ thương đang tung bay trên vương kỳ có lỗ thủng do mũi tên bắn ra mông sơn minh vừa thấy liền cảm giác rất quen mắt đợi nhìn thấy gương mặt của thủ lĩnh nha tương khi xoay người lại gương mặt mông sơn minh run rẩy run giọng hô lên long bảo là ngươi sao thủ lĩnh nha tương chỉ quay đầu liếc mắt nhìn ông ta trong đôi mắt có ánh sáng màu đỏ kỳ lạ giống như sương mù bồng bềnh không tan, lại không có chút phản ứng nào khác, cũng không để ý đến mông sơn minh. Trên thân y có sương mù màu đen tản ra, tiếp tục đi nhanh về phía trước, khi dừng bước thì hét một tiếng ô ô và tự mình dẫn đầu từ sương mù hóa thành tập trung, biến thành một con quả có con mắt phát ra ánh sáng màu đỏ, vỗ cánh bay lượn. Ngay lập tức sương mù màu đen trên khắp bầu trời nổ tung ra, tập trung thành rất nhiều con quả, tập trung thành đàn hạ xuống đất. Thương Thục Thanh nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, thấy hắn khẽ gật đầu rõ ràng đã cho phép, nàng mới đi đến bên cạnh mông sơn minh và ngồi xuống nói, mông bá bá không sai, đó chính là long tướng quân. Mông sơn minh, sao có thể như vậy được? Thương Thục Thanh, làm tiên sinh nói về chuyện 10 vạn nha tương thật sự có tồn tại. Nàng nói ra chuyện đã xảy ra, Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh nghe xong thì vô cùng chấn động, không ngờ được Ninh Vương lại ngầm làm ra động tác lớn như thế. Sau khi Thương Thục Thanh nói xong, cũng tháo mặt nạ xuống và lộ ra gương mặt thật, chứng minh lời mình nói là sự thật. Chẳng những thương Triều Tông và Mông Sơn Minh, người khác không biết lúc này cũng hết sức kinh ngạc. Đây thật sự là quận chúa xấu xí kia sao? Nàng đột nhiên trở nên xinh đẹp như vậy, khiến cho người ta khó có thể tin nổi. Tốt, 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 Mông Sơn Minh vuốt sâu liên tục vỗ tay khen ngợi. Ông ta cùng Thương Triều Tông đều theo bản năng nhìn về phía Nghiêu Hữu Đạo, hình như tìm được nguyên nhân khiến Nghiêu Hữu Đạo và Thương Thục Thanh chàng chàng tiếp tiếp. Thương Thục Thanh lộ ra gương mặt ở trước mặt mọi người, trên mặt thoáng có phần ngượng ngùng. Nàng quen xấu, đột nhiên biến thành dạng này, bản thân nàng cũng cảm giác là lạ. Nhưng sau khi vui mừng qua đi, ánh mắt mông sơn minh nhìn về phía đám quạ gần đó, trong mắt ngấn lệ, tự mình lẩm bẩm long bảo.